Roma đoạn 12. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lược đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là phần chi thể của nhau. 6. vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai Đấy. được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Câu 9. Lòng yêu thương phải cho thành Phật, phải gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. 15. Hãy vui với kẻ vui, kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Cao sang đây là hiểu sai nhá. Dù vừa có lẽ thôi. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. 19. Ơi, kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng. Vậy nên kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất lên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Amen. Cảm chú. Mình có cầu nguyện luôn cho Hậu Thánh. Dạ, Nam chia sẻ đi xong rồi cầu nguyện cho hội thánh với cho chức vụ. Dạ. Chúa thì Thánh Chúa thì trong hội thánh của Chúa thì Chúa nói rằng là vả như một trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta có nhiều người mà hiện nay một thân trong Đấng Christ, vậy thải chúng ta đều là phần chi thể của nhau, vì chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Thánh Chúa thì tất cả chúng ta đều được Chúa hiệp lại với nhau trong thân thể của Chúa, và mỗi người đều là chi thể của nhau ấy. Mình không thể gọi là chi thể chúng ta phải đầy đủ, không thể xíu ai được hết. Nên khi mà một người trong chúng ta mà gọi là bị khó khăn thì cả thân thể cũng bị khó khăn. Hay là và khi mà chúng ta gọi là mất cái mối liên kết với một phần khác của thân thể thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện hết công việc của Chúa một cách hoàn hảo được. Giờ Chúa cũng nói trong này đừng có mà có tư tưởng cao quá lẽ thật,
Thì quay lại ở đây thì chúng ta cảm xúc thì chúng ta biết là chúng ta phải trong sự vâng phục thẩm quyền, người phải gọi là chúng ta tôn trọng những cái gọi là cái thẩm quyền nào trong lĩnh vực của người nào, nhất là chúng ta phải có cái sự vâng phục và lẫn nhau đó, trong giống như người này có thẩm quyền ở trong cái mảng này thì mình phải có cái sự vâng phục, chứ không phải ai muốn làm thì gọi là mình thích làm theo ý của mình được, nhưng mà phải ở trong cái sự vâng phục, trong cái sự hiệp nhất. Cảm Chúa và Chúa đó là ai mà ở trong cái nào thì hãy hãy phát triển theo cái điều đó, thì Cảm Chúa Chúa dạy chúng ta là hãy trung tín cho việc nhỏ thì Ngài sẽ cho chúng ta những việc lớn, khi chúng ta học và trong cái sự trung tín trong cái phần chi thể của mình, trong cái phần việc của mình, thì Chúa sẽ gọi là Ngài sẽ nâng đỡ và khiến chúng ta trở nên trưởng thành. Thì một trong những cái điều mà chúng ta được học là chúng ta là DNA của Chúa nữa, nên chỉ cần một phần trong thân thể của Chúa mà chúng ta phát triển đời sống của mình một cách trung tín, trung thành và vâng phục theo ý muốn của Chúa trong trật tự thẩm quyền, trong cái việc mà hòa hiệp với tất cả phần thân thể khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành DNA của Chúa. Chúng ta có thể đi ở bất cứ phần thân thể nào để có thể giúp đỡ hội thánh của Chúa, nâng đỡ hội thánh của Chúa. Thì trong này Chúa nói về việc là tình yêu thương phải thành thật, phải gớm sự dữ và mến sự lành, dạ phải lấy yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Dạ, Cảm Chúa thì trong Chúa ông ta thì tất cả mọi người là anh em của nhau hết, không có ai là người lạ hết. Cảm Chúa này chúng ta biết là khi chúng ta đối xử với tất cả mọi người trong thân thể của Chúa thì chúng ta biết tất cả bọn họ đều là anh em của mình, và đôi lúc có những người ngoại nữa thì mình biết là họ chỉ là những người con hoang đòn thôi, bây giờ thì có thể họ khó có thể tiếp cận, khó có thể nói chuyện với mình hay là trò chuyện với mình, nhưng mà cầu nguyện cho họ, họ cũng là những anh em của mình, để giúp đỡ họ cho họ trở về nhà cha. Anh Chúa thì lời Chúa nói mình là hãy sốc sáng chớ làm biếng, sốc sáng chớ làm biếng, đừng có làm biếng, hãy phải học được Chúa, phải vui mừng trong sự trông cậy nhịn nhục, trong sự hoạt động bền lòng và cầu nguyện, có sự cần cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ, chúc phước cho người rủa, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, trong vòng anh em phải hiệp ý nhau, đừng ước ao, gọi là cái này có nghĩa là đừng 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 kiêu ngạo, con đọc trong bản tiếng Anh là nó có nghĩa là đừng đừng có kiêu ngạo, chứ không phải là ý từ cao xa thì chúng ta phải cao xa, đừng đừng có kiêu ngạo, đừng có lên mình mà kiêu ngạo. Nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Cảm Chúa cầu nguyện theo những lời kinh thánh Chúa bày tỏ. Cái lời Chúa đã chờ ông con, sao con cảm ơn rất nhiều vì Ngài ở cùng với tất cả chị em con sao, thì nhất tất cả con dân của Chúa chờ vào thân thể của Ngài sao, tất cả chúng con đều cùng một thịt với nhau hay sao, chúng con đều là những người mà cần lấy nhau sao, và chúng con cũng gọi là biết anh em mình cần lấy mình sao, để đâu chúng con luôn ở trong tinh thần trách nhiệm và luôn trong sự trông cậy trong thân thể của Chúa sao, để đâu chúng con trở thành một khối hiệp nhất, một khối mạnh mẽ sao. Ôn cảm Ngài rất nhiều con vì Ngài đã hướng dẫn tất cả chúng con sao, trong công biết rằng chúng con là phần mà chi thể tuyệt vời trong thân thể của Ngài sao, là dòng gọi là dòng nước suối mới, dòng 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 chảy mới của Ngài sao, để qua chúng con sẽ phục hồi lại nhiều chi thể khác cha, nhiều chi thể khác bị gọi là bị mất đi, gọi là mất đi cái quyền bản chất của Chúa, mất đi cái sự sống của Chúa sao, thì ôi chúng con sẽ đi vào những phần đó sao, để rồi chúng con gây dựng lại những cái phần chi thể mà đang bị hư hỏng sao, phần chi thể đang bị mất đi cái gọi là mất, họ không có thực hiện được cái
chứ công việc của mình chả thì có đi vào phục hồi hết lại và khiến cho các phần thân thể khác của Chúa được 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 thực hiện đúng chức việc của mình. Chào ông cầu xin Ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn chúng con, chờ đi rồi chúng con trung tín trong tất cả những gì mà Ngài giao cho chúng con, chờ để khi mà chúng con trung tín trong việc đó, chờ chúng con sẽ ngày càng được trở nên gọi là một với Ngài, chờ chúng con sẽ trở nên gọi là ngày càng hiểu biết về ý muốn của Ngài, chờ chúng con sẽ ngày càng tăng trưởng trong linh hồn của chúng con, chờ để thật chúng con ngày càng có mang hình ảnh tượng của Chúa. Cha ông cầu xin Ngài hãy giúp đỡ ông con, sơ nhất là trong việc con vâng phục các bậc cầm quyền cho những các bậc mà đi trước ông con, sơ Chúa ông con, sơ những người cha thập linh ông con, sơ những người ở trong gọi là những người dạy dỗ ông con, sơ ông cầu xin Ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn ông con, cho nên là chúng con tiếp nhận hết tất cả những sự ban ơn của họ, cho chúng con đi trong trật tự, cho chúng con được gọi là bước vào những công việc, bước vào những lãnh thổ trong sự hợp pháp, cho để đầu chúng con được Ngài bày tỏ những cái sự để đầu ngày 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 bày tỏ cho ông con những cái khải tượng, cho những cái chiến lược, cho để con thực hiện công việc của Chúa một cách hợp pháp ở dưới đất này, cho chúng con tìm kiếm ý muốn của Ngài, cho thực hiện công việc của Ngài, cho cùng cảm Ngài Chúa con, ô con cũng cầu nguyện xa để rồi là ba hội thánh của Chúa, là cả phần chi thể khác, cho chúng con phải biết được rằng chúng con là anh chị em của nhau, cho con phải yêu thương nhau, cho chúng con phải mấy sự gọi là mấy sự lành ghét sự dữ, cho chúng con phải căm ghét tất cả những điều ác, cho trong thân thể của Chúa, cho chúng con phải lấy gọi là điều thiện thắng điều ác, cho để Amen. chúng con phải chúc phước cho tất cả những con người mà gọi là ganh ghét hay là rủa sả chúng con, cha về chúng con chúng con biết là chúng con biết bóc tách, cha chúng con biết bóc tách công việc và con người cũ và con người mới, cha rồi con gọi là con đem cái sự phán diệt lời của Ngài đến để thần công bình thiếu đó của Ngài đến trên cái con người cũ của họ, sao nhưng con người mới của họ phải được phát triển và tăng trưởng, cho vì họ là những người anh chị em tuyệt vời với con, sao cầu xin Ngài hãy giúp đỡ con, sao chúng con sốt sáng cho công việc của Ngài, sao chúng con chớ làm biến, sao chúng con học với Chúa luôn luôn, sao và vui mừng mãi mãi, sao cầu nguyện không thôi, sao để đầu chúng con là những người được ơn trước mặt Ngài, sao những con người mà được Ngài sử dụng để hầu việc những công việc thiêng liêng của Ngài, sao những công việc cao sang của Ngài, sao xin Ngài giúp đỡ hướng dẫn con, sao để đầu con biết khiêm nhường, sao chúng con biết Ngài đã dạy dỗ con, sao đơn sơ như chim bồ câu, sao đơn sơ như để đầu tất cả chúng con, sao chúng con mặc lấy đơn sơ như con trẻ, sao mà chúng con có sự kính sợ Ngài, sao thì chúng con sẽ nhận hết tất cả những cái sự của Chúa, sao chúng con sẽ được Ngài nâng đỡ lên ở vị trí cao, sao vì những người nào mà đơn sơ như con trẻ sẽ được chữa nhắc ở vị trí cao trong vương quốc của Ngài, sao con cảm Ngài Chúa con, xin Ngài hướng dẫn để sống mọi trẻ em cho ông cha, và con cầu nguyện để rồi Ngài ở cùng với tất cả những người lãnh đạo, cho tất cả những con người đang ở trong phòng chức việc của mình, cha họ đang gọi là thực hiện công việc Chúa một cách không mệt mỏi, sao và họ đang chiến đấu đứng ở những tiền tuyến, sao để đầu thực hiện công việc của Chúa, huấn luyện dạy dỗ, sao rao giảng với tiếng là nước trời, sao ô cầu nguyện cho tất cả những vị sứ đồ, mục sư, tiên tri, giáo sư, thầy giảng tiếng lành ở trong thánh đại sứ quán nước trời, sao trong những con người đã được nhận lấy tiếng là nước trời, sao những con người mà phong phục và thẩm quyền tiếp nhận gọi là sứ đồ tiên tri của Chúa là một sinh đai, sao những người tiếp nhận một sinh đai là cha của mình, sao là người mà Ngài đang sử dụng cho để mở đường cho Chúa đến lần thứ hai, sao con cảm Ngài rất nhiều, sao con nguyện cho tất cả những con người đó, sao những người phong phục thẩm quyền đó, sao những con người mà biết gọi là cái vị trí của mình trong vương quốc nước trời, sao họ thực hiện công việc của Chúa một cách không mệt mỏi, sao để khiến cho nước Ngài được ngày càng được mở rộng và khẳng định trên đất này, sao và các nguyên tắc của chính trị nước trời được bao quát, được thấm vào trong tất cả các lĩnh vực, thấm vào tất cả mảnh đất mà đã chưa 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 được nghe đến, chưa được biết đến nước của Ngài, sao con cảm Ngài Chúa con, ô con ông cầu nguyện cho tất cả cho thánh đại sứ quán nước trời, sao để đâu tất cả những mục vụ, tất cả những công việc sứ mạng họ chơi sẽ được đại giải, thần của Ngài sẽ ở cùng họ chúc phước cho họ, cho phước cho tất cả những cái tài chính, tất cả những cái tài nguyên con người và cũng như là những kế hoạch chương trình của họ, cho sẽ được Ngài ban cho những cái
mục tiêu chiến lược cụ thể sao để họ thực hiện công việc của Chúa, thành tín nâu tin lành nước trời sao ôn cảm ngài Chúa con, ô con cũng cầu nguyện cho thánh con sẽ mới sự góp con sao là thánh mà ô ngài sử dụng con sao để đầu ô làm sự à sao ô ngài sẽ nơi chúng con là nơi thương xót của Chúa cho nơi mà ngài sử dụng con để làm nguồn phước, để làm cái gọi là sự thương xót của ngài đổ đầy cho các những con người khác. Chào con cầu nguyện rằng ở chúng con đây sẽ những con người vâng phục thẩm quyền của ngài, sao vâng phục trật tự của ngài, sao chúng con nhận được hạt giống nước trời sao, và chúng con sẽ khiến hạt giống đó ở trong chúng con sao để rồi nó phát triển sao trở thành một cái cây cổ thụ sao lan rộng tới biển sao. Con cầu xin ngài hãy giúp đỡ tất cả những hội thánh mà có sự kết nối với tất cả chúng con sao họ sẽ nhận được gọi là cái họ sẽ tiếp nhận con như là những phần chi thể khác sao trong thân thể của Chúa cho họ biết rằng sao họ cần cái chi thể mới sự góp con sao để đầu phục hồi lại, để đầu giúp đỡ họ sao để đầu họ nhận lấy những cái sự bày tỏ mới cho những sự bày tỏ mà vì chúng con gìn giữ ô chìa khóa nước trời ra nơi mà chúng con mở ra mọi cái sự màu nhiệm của nước trời cho họ ra để đầu nhờ vào cái sự mà sinh lại, sự mà được sinh lại trong nước trời cho thì họ sẽ được tất cả những cái gì mà họ họ trước kia họ tưởng không thể ra, họ sẽ trở nên có thể cho tất cả những cái sự không ngon màu nhiệm mà họ tìm kiếm bấy lâu sẽ được bày tỏ vào thánh con sẽ cầu nguyện cho tất cả những người thánh sẽ đến với chúng con trả để họ được mở lòng ra sẽ họ được khiêm nhường ra, họ sẽ khiêm nhường ra, họ sẽ sự khiêm nhường cho như là ngài đã nói sao, họ không có ý vào gọi là cái số lượng hay là ý vào cái những cái gọi là cái sự bề dày lịch sử của họ sao, nhưng mà họ sẽ khiêm nhường để đầu nhận lấy tất cả những sự bảo ơn của Chúa sao, để đầu cái gọi là cái nhà mà họ xây bao nhiêu năm đó sao sẽ bị phá đi tất cả sao, để còn lại gọi là ngài sẽ xây lại một cái mới sao, một cái mới chỉ trong vài ngày thôi sao. Cô cầu xin ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn tất cả thánh của Chúa sao, để đầu chúng con là những người không ngon cho những người mà thầy tế lễ ngài sao biết chọn điều gì cũ sao và vứt đi sao điều mới thì để lại sao, cũng cảm ngài Chúa con. Ô con cũng cầu nguyện sao cho tất cả những lãnh đạo sao, tất cả những con người lãnh đạo sẽ đến với chúng con sao, những con người lãnh đạo trong tất cả các hệ phái sao họ sẽ đến với chúng con sao, họ sẽ nhận lấy ô hạt giống nước trời sao qua chúng con sao, cầu nguyện là ô họ họ sẽ được ô họ sẽ thay đổi tâm trí của mình sao, tất cả họ sẽ biến đổi tâm trí của mình cho do họ tới cái ngày mà chúng con cung hiến thì thời đã xa là cái ngày mà chúng con nói cho biết là họ cung hiến chính đời sống của họ sao, để đâu không có một cái sự gọi là nào một một cái sự nào trong đời sống của họ mà không có dâng hết cho ngài sao, họ dâng hết một thứ lên cho ngài sao, dâng toàn bộ sao, khi chúng con dâng đời sống mình một cách toàn bộ lên cho ngài sao, không là không do dự, không lưỡng lự bất cứ điều gì hay sao, thì khi đó sao chúng con sẽ được ngài dẫn, suy con sẽ được ở trong lòng của ngài sao, chúng con sẽ giữ tất cả những điều răn của ngài sao, giữ tất cả lời lẽ thật của ngài sao, thì những gì chúng con và xin ngài sao, ngài sẽ ban cho con mọi điều sao, con cảm ngài Chúa con hướng dẫn tất cả anh chị em thánh của Chúa, tất cả các lãnh đạo sao và anh chị em con lên cho ngài sao, cũng cảm ngài rất nhiều sao, cầu xin ngài cùng để đầu thân thể của Chúa được hiệp nhất cho hiệp nhất cho cũng cảm ngài cầu nguyện danh Chúa Jesus. Amen. 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 Tiếp nào, chiến sĩ Hiến, Hoàng tử Hiến. Amen. Cảm ơn Chúa vì được cha thuộc linh gọi là Hoàng tử. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Vậy nhờ anh em tôi nói với mỗi người trong anh em chớ tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tư tưởng tầm thường theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Cảm ơn Chúa. Tư tưởng khiêm nhường. Tư tưởng khiêm nhường hạ mình trước Chúa. Cảm ơn Chúa đã luôn ban sự dạy dỗ cho đời sống của chúng con. Nó là bảo vệ mà con mang cái giá trị nước trời. Học cách chào hỏi, rất là nhiều người đi đông đi 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 qua cái đời sống của mình vì mình đứng trực ca ở cái cổng cổng ra, lúc thì trực cổng vào lúc trực cổng ra,
mình chào khác hẳn các bảo vệ khác. Các bảo vệ khác thì họ chỉ chấm thẻ bình thường, nhưng mà mình cúi đầu này, mình đưa hai tay lấy thẻ này, chào khen này, cười với họ này. Họ nhìn thấy mình họ vui, họ hạnh phúc, mình cũng vui. Cảm ơn Chúa. Amen. À, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày Ngài làm chúng con được trưởng thành trong bản chất của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về sự dâng thân thể của Ngài, vì sự dâng thân thể của các thánh đồ. Và chúng con cũng cảm ơn đời sống của chúng con cũng đã tiếp nhận về sự dâng thân thể mình để làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng phải lẽ. Chúa ạ, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, chúng con sống để mang cái giá trị tin lành của Ngài xuống cho muôn dân, muôn nước. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa tất cả muôn nước này nó sẽ đều phải phải quay trở lại với tin lành nước trời. Chúa ạ, cảm ơn Chúa. Ngài là đấng kỳ diệu, Chúa ơi, Ngài tạo dựng nên mọi thứ. Và Ngài lại liên kết, Ngài đã sử dụng chúng con để chúng con liên kết tất cả mọi thứ theo nguyên tắc trật tự của tin lành vương quốc của Ngài. Vì thế mà chúng con không có làm theo đời này nữa, vì chúng con biết được Chúa ạ, chỉ có một nguồn sự sống, đó là tin lành nước trời của Ngài, dòng chảy mà Chúa ơi đời đời không bao giờ đau khổ, không bao giờ làm cho con người bị ghen ghét, không bị đau thương nữa, không còn rủa sả nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa và tin lành nước trời của Ngài. Chúa ạ, chúng con biến hóa bởi sự đổi mới đó. Chúa ạ, đó là tất cả những cái ý muốn của Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình. Chúa ạ, điều này là ý muốn mà tốt lành nhất mà Chúa đã ban trong đời sống của chúng con. Chúng con đẹp lòng và trọn vẹn Ngài cũng bởi vì chúng con, Chúa ạ, sống theo cái tư tưởng nước trời. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và Chúa ơi, tất cả cái ơn của Chúa ban cho đời sống của chúng con đã để chúng con sống theo những điều mà Ngài bày tỏ cho chúng con về tin lành nước trời. Chúa ạ, và cảm Amen. ơn Chúa về công nghệ làm người thay đổi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đã tiếp nhận dòng chảy của Ngài để biết rằng, Chúa ạ, chúng con phải cầu nguyện cho các hội thánh và hội thánh nào quan trọng nhất. Thì Chúa đã cho chúng con bày tỏ, Chúa ạ, thế kỷ 21 này từ Ukraine, Ngài đã sử dụng tin lành nước trời của Chúa để đến trong để sinh ra hội thánh Mercy of God. Chúng con đang cầu nguyện, Chúa ạ. Chúa ơi, mỗi một khải tượng nó cần phải được mang thai, và cần phải được cái thai đó cần phải gìn giữ trưởng thành. Ngài cũng cho chúng con, Chúa, bất kể cái bào thai nào, Chúa, mà muốn khôn ngoan thì cần phải lắng nghe những cái lời ngợi khen Chúa, đều phải lắng nghe những cái sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày, Chúa. Ôi Chúa, tất cả những người con ở trong cái bào thai của con nó đều được lớn khôn bằng việc là chúng con nghe những cái sự dạy dỗ của Ngài thật là nhiều, Chúa ạ. Chúng con cần phải trang bị cho cái bào thai của mình, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều vì Ngài đã cho chúng con cái thai đó. Và tới đây, Chúa ơi, Ngài mong muốn chúng con là cầu nguyện thật nhiều cho cái sự tỏ ra đó của chúng con tại hội thánh Mercy of God của Chúa. Chúa ạ, cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện, Chúa ạ, đến ngày mùng 1 tháng 4 này, Chúa ơi, và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho nàng dâu của Ngài mà Chúa đang bày tỏ đó được rực rỡ, được sáng ngời, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, qua dòng chảy Mercy of God thì sẽ, Chúa ạ, sinh ra rất là nhiều, Chúa ạ, rất là nhiều những cái con người họ đang trông mong, Chúa ạ. Chúng con biết rằng rất là nhiều người đang trông mong Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Chúa ạ. Và chúng con tin rằng, Chúa ơi, dòng chảy này sẽ đến đời sống của họ, Chúa. Dòng chảy của Chúa được bày tỏ ra và sẽ được đến trong đời sống của họ. Chúng con biết ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con biết ơn Ngài rất là nhiều. Ngài cho chúng con nhìn một bức tranh tổng thể của hội thánh, Chúa. Chúng con yêu mến Ngài, Chúa ơi. Con vậy các Ngài. Chúng con cầu nguyện và tôn cao danh của Ngài, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen.
Cảm tạ Chúa cho anh chị em mình mang lấy sự thương xót của Ngài. Đó là Amen. cái hội thánh, hội thánh của chúng ta mà Chúa đặt để cho anh chị em mình, là thân thể của mình, là lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa cũng dạy anh chị em mình rằng cái cách thờ phượng của anh chị em mình đó là cái tấm lòng, cái con người của mình, thân thể của mình thờ phượng Chúa trong tâm thần lẽ thật, chứ không phải là trong cái nhà thờ. Nhà thờ là chỉ là cái công cụ để che nắng che mưa cho mình ở trong phượng. Khi mỗi mình thờ, mình đi thân mình của mình làm của lễ sống và thánh, thì đó là cái của lễ sống, thì chính là cái đời sống của mình sống lòng với Ngài, sống trong hết lòng với Ngài và có bản chất của Ngài. Đó là cái của lễ sống và thánh, thì Chúa muốn anh chị em mình trở thành thánh, làm thánh ở đời này, thì mình mới, nếu mà mình không có làm thánh ở đời này thì đằng sau mình chẳng được làm thánh. Đó là cách mà mình thờ phượng Chúa trong cho đẹp lòng Ngài. Chứ những con người ngày nay đi theo cái giá trị của thế gian này, của giá trị của cái đời này, là họ chỉ thấy cái vật chất trước mắt thì họ mới thờ, họ mới tin. Thì cảm ơn Chúa là mình không có đi theo cái đời này. Cái đời những người nào mà đi theo cái đời này lại không có làm đẹp lòng ý Chúa. Chúa cũng muốn cho anh chị em mình là mỗi ngày phải biến hóa đổi mới cái tâm thần của mình, để mình khi mình đổi mới tâm thần thì mình nhận được cái ý Chúa, ý tốt của Ngài nhiều hơn, và mình được cái đó là cái sự mà làm đẹp lòng Ngài trọn vẹn. Đó là cái cách thờ phượng của anh chị em mình. Cảm ơn Chúa là Chúa đã giải thoát mình ra khỏi cái cách mà thờ phượng trước nay, là chỉ là cái thờ phượng nó là của cái đời này thôi. Nhưng mà bây giờ là mình thờ phượng Chúa là trong tâm thần và lẽ thật, để cái thân thể của mình dâng trọn cho Ngài. Nếu mình dâng đã chọn chọn cho Chúa thì mình không có thể là mình không có còn tiếc rẻ những cái gì mà ở đời này nữa. Đời này là chỉ là để lại cho thế gian, cho cát bụi thôi, nhưng mà cái linh hồn của mình là linh hồn sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Chúa muốn cái linh hồn của mình là bây giờ mình làm việc cho cái linh hồn của mình, để linh hồn của mình được sống mãi và được sống với Ngài cho đến ngàn năm và cõi đời đời trong vương quốc của Amen. Ngài. Cảm ơn Mà Chúa là mỗi ngày Chúa phát triển cái tâm tâm thần lẽ thật của mình, trong cái tâm trí của mình, cách ăn nết ở của mình phải theo ý của Ngài, và cái cách đứng của mình cũng phải đi theo ý của Ngài nữa, để mình không Mà có dửng dưng, mà không có hời hợt, và không có đùa giỡn như cách mà như trước nữa. Cảm ơn Chúa là khi mà Chúa đã biến Chúa muốn mình biến đổi, là cách đó là phải làm đẹp lòng Ngài, chứ không có đẹp lòng của thế gian này, không có đẹp lòng của người đời này. Cảm ơn Chúa cho anh chị em mình, ơn Chúa rất là nhiều. Cái đó là cái hội thánh là lòng thương xót của Chúa, là đặt để trên cái đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Ôi kính lạy Cha dấu yêu của chúng con cảm tạ Cha rất là nhiều. Ôi sự thương xót của Ngài đã ban cho chúng con mang lấy sự thương xót của Ngài. Ôi trong lòng chúng con, để chúng con dâng thân thể của chúng con làm của lễ sống và thánh. Chúa ơi, chúng con phải làm thánh ở đời này thì chúng con mới có được làm thánh ở đời sau, Chúa ạ. Ôi xin Chúa hãy bổ sức cho chúng con, để chúng con mỗi ngày làm việc với linh hồn của chúng con, Chúa ạ. Ôi trong tâm tâm linh linh hồn thể xác của chúng con phải đi theo trong sự trật tự của Ngài. Ôi Ngài muốn chúng con là như vậy, Chúa ạ, để chúng con không có phải là nhìn vào cái vật chất ở đời này, nhưng chúng con phải dâng trọn cái đời sống của chúng con, bởi vì trong chúng con là đền thờ của Ngài, Ngài ngự trị trong chúng con, Chúa ạ. Thì mỗi lần chúng con thờ phượng Ngài, chúng con đến với Ngài, ôi trong nhà thờ đó là công cụ để chúng con che nắng che mưa thôi, Chúa ơi, để chúng con đến với Ngài, ôi dâng trọn đời sống của chúng con cho Ngài. Đó là cách thờ phượng phải lẽ của chúng con. Ngài muốn chúng con như vậy, Chúa ạ. Chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những các hội thánh ngày nay, để họ không có tập trung vào những vật
lý ở đời này, chúng họ phải dâng cái đời sống của họ cho Ngài khi họ đến với Ngài trong thờ phượng. Khi các thờ phượng của họ, Chúa ơi, họ phải đi theo sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Họ phải biến đổi cái tâm thần và lẽ thật trong đời sống của họ để đó là ý muốn của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài, được Ngài dạy dỗ cho chúng con để chúng con làm trội cái hội thánh của Ngài, là Mercy of God mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng con. Chúng con xin hoa kết quả cho Ngài trong đời sống của chúng con mỗi ngày, được Chúa cắt tỉa chúng con. Ôi thì cắt tỉa chúng con mới xin được hoa trái, Chúa ạ. Ôi không có sự cắt tỉa của Ngài, chúng con vẫn dửng dưng, chúng con vẫn hời hợt, chúng con không thấy có điều gì xảy ra đời sống của chúng con trong qua cái sự thử thách khó khăn đó, để chúng con được rèn luyện bản thân chúng con, để thân thể của chúng con là gia công làm việc cho cái linh hồn của chúng con, chứ không phải làm việc cho cái thân xác hưởng thụ ở cái đời này. Chúa ơi, chúng con không còn ăn gì, uống gì, mặc gì ở cái đời này. Ôi chúng con phải tin vào Chúa ở đời sau, Chúa ạ. Không phải là tin vào đời Chúa ở đời này chỉ là khốn nạn cho chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Ngài nhắc nhở chúng con qua thánh linh của Ngài, nhắc nhở chúng con mỗi ngày để chúng con không quên, Chúa ạ. Chúng con phải luôn sống với Ngài, sống với thánh linh để Ngài dẫn dắt chúng con. Ôi thánh linh làm của cầm về cơ nghiệp của chúng con rồi, Chúa ơi. Chúng con có thánh linh của Ngài để chúng con không có bị đi sai chật như trước nữa, Chúa ơi. Ôi thánh linh cáo chắc lòng của chúng con mỗi ngày, cáo chắc sự lòng gian ác của con người cũ của chúng con, để con người cũ của chúng con nó không thể nào mà nó đứng dậy được, nó nó phải nằm im và lắng nghe thôi, Chúa ạ. Để khi mà Chúa thánh linh của Ngài cáo chắc lòng chúng con thì con người mới của chúng con được mặn lên, con người mới của chúng con được trỗi lên, Chúa ơi, để mỗi ngày chúng con đồng đi với Ngài, đi theo sự trật tự của Ngài, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Khi con người mới của chúng con phải có bản tính của Ngài là tình yêu thương, Chúa ạ. Ôi chúng con phải yêu yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả chi khôn chúng con, và yêu anh chị em chúng con như chính mình vậy. Bởi vì anh chị em chúng con là thân thể của Ngài, là các chi thể mà Chúa đặt ra cho mỗi người một cách, Chúa ơi. Chúng con ai đó, chúng con mỗi người có người để làm dạy dỗ, ôi phục vụ, ôi chúng con phải đi theo những sự trật tự của Ngài khi mỗi ngày Chúa ban cho mỗi người một cách, Chúa ạ, để chúng con chấp nhận của nhau, Chúa ơi, để tất cả chúng con cùng hiệp một với nhau để dâng làm thân thể của Ngài được trỗi lên trong hội thánh Mercy of God của chúng con, để tất cả mọi người thấy chúng con mà họ tin và làm theo, Chúa ơi. Chúng con phải làm gương cho họ, nếu chúng con không học đời này, không có để Ngài rèn luyện thì chúng con cũng giống như họ, Chúa ạ. Chúng con phải làm trỗi cái con người của chúng con lên, làm trỗi đời sống của chúng con, Chúa ạ, làm trỗi hội thánh của Ngài, là nàng dâu của Ngài, là thân thể của Ngài, Chúa ạ. Chúa yêu chúng con quá nhiều nên Chúa ban cho chúng con nhiều, thì nếu chúng con không làm đẹp lòng Ngài thì Chúa lại lấy nhiều khỏi đời chúng của chúng con, Chúa ơi. Chúng con trong cái lực này chúng con phải biết trân quý và làm theo, phải giữ lấy những gì mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con thực hành theo ý muốn của Ngài, thực hành trong lời của Ngài. Lời của Ngài phải trở thành thịt chúng con, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con phải hết lòng với Ngài, trung thành, trung tín với Ngài, thì trung thành, trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ ban cho chúng con việc lớn, Chúa ạ. Ôi việc lớn đó ở trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Ôi nếu chúng con không có trung thành, trung tín trong việc nhỏ ở đời này, chúng con sẽ không nhận được phần thưởng lớn đó ở trong vương quốc của Ngài đâu, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm qua sự dạy dỗ này, để chúng con được trưởng thành, chúng con được lớn lên, chúng con mang lấy bản tính của Ngài, DNA của Ngài, thì Chúa sẽ cho chúng con cùng đồng cai trị với Ngài, cùng được ngồi ở bên cạnh Ngài trên ngai của Ngài, Chúa ạ. Ôi chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm qua những điều này mà chúng con luôn luôn hết lòng với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha, chúng con dâng lên anh chị em chúng con, dâng lên hội thánh Mercy of God
cho Ngài, Chúa ạ. Chúng con dâng sự vinh hiển về cho Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Lạy Cha yêu yêu, chúng con cảm tạ lạy Thiên Cha, lạy yêu anh chị em chúng con và ban phát mầu nhiệm lẽ thật của Ngài cho chúng con, để chúng con nuôi thân thể chúng con, nuôi tâm linh chúng con. Con cảm ơn Chúa vì chúng con là một trong thân thể của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài, qua sự sống của Ngài, qua DNA của Ngài để chúng con, mà Chúa ban phát cho từng anh chị em chúng con mỗi người một ơn. Giờ đây xin cho chúng con cứ theo những lượng mà đức tin mà Chúa cho từng mỗi anh chị em chúng con, mỗi chức vụ của chúng con. Xin Chúa hãy cho chúng con buộc mình vào chức vụ đó để chúng con luôn biết chăm sóc và có lòng yêu thương thành thật và hãy gớm sự giữ và mến Chúa. Lòng yêu thương thì mềm mại. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Xin cho hội thánh của Chúa mỗi ngày họ đã biết nhận ra những sai trái mà họ đã làm. Giờ đây xin cho họ tỉnh thức, Chúa mở mắt cho họ, mở tai cho họ để họ nghe những sứ điệp mà ngày thời kỳ cuối cùng đã đến. Họ phải biết ăn năn sám hối, tan vỡ trong Ngài chứ ạ, thì họ mới nhận được sự bày tỏ của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin cho các nhà lãnh đạo đang chức vụ của Chúa trong hội thánh của Ngài, họ cũng vậy chứ ạ, chứ không còn sống ở đời này mà ăn gì mặc gì uống gì nữa, nhưng mà họ phải biết tỉnh thức để trở về với sự sống Chúa ban, trở về để lấy được tất cả những giá trị mà vương quốc của Ngài khi Ngài đến trên đất này, Ngài bày tỏ vương quốc của Ngài, lời của Ngài để mọi người nghe, học, biết tất cả những điều đó, để chúng con chuẩn bị tất cả những gì mà Chúa muốn rèn luyện đời sống của anh chị em chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, Ngài đã tín nhiệm từ anh chị em chúng con, đã cho chúng con một hội thánh mà Chúa muốn chúng con từ nơi chúng con, để cho các dân các nước họ đến, họ nhìn thấy sự mới là và dòng chảy mới ở DNA của Ngài chưa, để cho họ thấy tất cả những điều đó mà họ chỉnh sửa sai, tất cả những điều mà họ làm một cách cũ kỹ và truyền thống, để họ trở về sám hối và lệ nhận được những điều bày tỏ của Chúa, những điều hiển nhiên của Ngài mỗi ngày chưa. Mình cảm ơn Chúa, xin cho mỗi ngày chúng con luôn vui mừng trong thánh linh của Ngài, vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoàn hảo, đền lòng và cầu nguyện chứ ạ. Chỉ có cầu nguyện thì Chúa mới chúc phước cho những người, mọi người chúng con, chúc phước cho từng công việc của chúng là chúng con làm chưa. Mình cảm ơn Chúa để cho từng mỗi anh chị em chúng con phải hiệp ý với nhau và sống cuộc đời sống khiêm nhường, chứ không còn những cao sang của thế gian nữa chứ ạ. Vì Chúa ban cho chúng con người khôn ngoan, học hỏi những tri thức của vô trời, học sự tri thức của nước trời, thì chúng con mới có cuộc sống ngay ở đời này chúng con vui vẻ trong ngày chứ ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu anh chị em chúng con trên mỗi ngày trong đời sống này, lửa thiền nổ mỗi ngày cho Ngài vẫn thiêu đốt chúng con, thiêu đốt con người cũ chúng con, thiêu đốt những tính hư tật xấu của chúng con, thiêu đốt con người gian ác của chúng con chứ ạ. Có như vậy thì chúng con mới trở nên mới trong ngày, đi trong sự trật tự của Ngài chứ ạ. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu từng anh chị em chúng con để mỗi ngày đời sống chúng con, chúng con phải bày tỏ tất cả những màu nhiệm, tất cả những giá trị vương quốc của Ngài cho thế gian được nhận biết, cho tất cả những người chúng con gặp gỡ cho họ thấy những điều mà Chúa dạy chúng con đó, họ thấy rằng họ phải trầm trồ khen ngợi chưa. Đó là chúng con, Chúa đã tín nhiệm chúng con là hình mẫu để mà chúng con đem những giá trị đó để cứu họ, cứu linh hồn của họ chứ à. Vì linh hồn của tất cả mọi người rất là quý giá đối với Chúa chứ à. Giờ đây họ đã bại hoại trong thế gian, họ chỉ biết sống trong sự dễ dàng, sống trong sự thoải mái mà không nhìn biết Chúa chứ à. Nhưng mà giờ đây Chúa đã cho chúng con để mà chúng con cũng bày tỏ rộng rãi tất cả những điều hiện diện mà Chúa bày tỏ cho chúng con.
để thương xót tinh thần của tất cả mọi người, để Chúa yêu các linh hồn của họ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài bổ sức cho công việc chúng con làm cho tới từ đây cho đến ngày mà chúng con ra mắt hội thánh của Chúa, hội thánh lòng thương xót của ngài, để chúng con mọi công việc dễ dàng phát triển một cách mạnh mẽ, để sử dụng hội thánh chúng con là dòng chảy mới và của ngài. Cảm ơn Chúa, mọi vinh hiển chúng con dâng về cho ngài. Con cảm tạ mọi thân cha, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Tiếp tục đi anh chị em yêu quý. Cảm tạ Chúa cho chúng con, dạy dỗ cho chúng con cái bí quyết sao để chúng con có sự khôn ngoan, mà điều khôn ngoan ở đây ngài lại muốn ngài trang bị cho con cái Chúa, cho hội thánh của ngài là thần khôn ngoan nữa. Nhưng mà ở đây thì có cái đoạn là nói là đừng cho mình khôn ngoan, đó là cái tự tự cho mình, còn ở đây mình đón nhận từ khôn ngoan của ngài. Cảm tạ Chúa mà cái bí quyết để được sự khôn ngoan đó là đơn sơ và hạ mình. Cảm tạ Chúa cho chúng con. Và cái, như thầy Trung nói, đó là cái điều mà hội thánh sự thương xót của Chúa mà Chúa đã xây dựng trong anh chị em của chúng ta, đó là sự thương xót của ngài đổ xuống, thì đổ xuống trong chúng ta, thì qua chúng ta thì anh chị em cũng xót thương với những con người khác, với linh hồn. Đó là một cái động cơ mạnh nhất để mà mình thực hiện cái khải tượng mà Chúa đã cho hội thánh chúng ta ấp ủ mang thai. Nhưng mà bây giờ điều này thai đã phải được sinh ra, thì đó là trong cái bước đường sắp tới đây, thai của mình đã được hình thành qua người cha thuộc linh, rồi đến tới anh chị em của chúng ta nữa. Và Chúa đang chờ đợi những cái thực hiện cái sự bày tỏ này của ngài trong cái đội quân đặc nhiệm. Và Chúa cũng mời gọi anh chị em của chúng ta là được trên bước đường lên thánh nữa. Thì ở đây có một cái nhu cầu của em là cái việc Chúa, tại sao Chúa dùng những anh chị em hội thánh của chúng ta là những người ít năng lượng, người ít một cái hội thánh như vậy mà Chúa trông mong mình rất là nhiều, bởi vì mình có cái mối quan hệ mật thiết với ngài, cũng như là chấp nhận cái sự của sự dạy của Chúa ở trong mình để ngài huấn luyện đào tạo mình lên giống ngài. Cái bước đường của mình đi có chủ đích, có mục đích, có chiến lược. Tất cả cái lời Chúa cũng như những cái bài học dạy dỗ cho chúng ta rất là lớn và trưởng thành cho một người mà Chúa trang bị như một chiến binh của Chúa vào những thời kỳ cuối cùng trong đội quân đặc nhiệm này. Thì cái việc nhu cầu ở đây, tại sao Chúa lại dùng hội thánh của chúng ta đứng để mà bảo trợ, đó là cái sự giàu sang của ngài đã đặt để ở trong lòng của chúng ta rồi, trong hội thánh của Chúa rồi. Thì về thuộc linh, về thể chất cũng như là về cái phần thiêng liêng là ngài cũng đã trang bị. Nhưng mà với cái mắt thường thì mình thấy là có những cái mà nó chưa có đủ cái điều kiện để mà trước mắt mình lo cho các em bảo trợ từ Việt Nam, cũng như là những người ở bên Thái Lan, cũng như là ở Chúa cũng đã có những cái cũng có những cái gia đình mà cũng mong mỏi để mà mình bảo trợ. Thì đó là những con người, cái lòng thương xót của mình đó, để mà chào ra với những con người mà Chúa gửi đến. Cũng như là không những đây là cái người, là những con người, nhưng mà nói cụ thể hơn đó là các thánh đồ, và nhất là các anh, các em của mình ở bên Việt Nam đây, để mà trong cái đội quân đặc nhiệm để mà Chúa đã xây, thì dựng.
anh chị em của chúng ta ở trong hội thánh thương xót của Ngài. Thì cảm tạ Chúa để điều này Chúa sẽ cho cái lòng của anh chị em của chúng ta làm sao tìm cách cùng nhau để tìm cách một cách cấp bách. Mình đã học những cái bài về tư duy chiến lược rồi, thì làm có những cái việc mà cấp bách cần phải làm. Thì cảm tạ Chúa để cho anh chị em có cái tấm lòng đó để mà mình cùng nhau thực hiện một cách mau chóng. Ngài thấy được cái tấm lòng của chúng ta. Đó là cái đời sống mà Chúa đang cho dạy dỗ cho anh chị em của chúng ta cái lòng thương xót một cách cụ thể đó. Chứ không phải là với những người không đáng được thương xót mà Ngài vẫn thương xót như chúng ta đây, cũng chỉ là những thánh đồ của Ngài. Cảm tạ Chúa đã xây dựng chúng con và cho chúng con những cái chức vụ để cho chúng con trở nên thân mình của Ngài, ở trong thân thể của Ngài. Đó là mầu nhiệm mà từ trước cái giờ nó như là hời hợt ở trong tâm trí của chúng ta, ở trong con người hời hợt. Mình không biết được cái đời sống của mình quý giá như thế nào ở trong cái thân thể này, mà mình để trôi đi từng ngày, từng tháng, thời gian đi trôi đi và chỉ có thờ phượng một cách tôn giáo thôi. Nhưng ngày hôm nay tình thương xót của Ngài đã cho mình sống một cách ý thức, trong sự khôn ngoan tỉnh thức, để mình từng ngày của mình sống là sống phải đạt được những cái phần thưởng, không những là giành được phước nước trời rồi mà còn phải là đứng ở đâu trong nước của Ngài, đứng ở vị trí nào ở bên cạnh Ngài. Và Ngài cũng đã chỉ rõ cho chúng ta ở trong lời hằng sống của Ngài rồi. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con nhận thức được điều này, đó là một kho tàng quý giá, là mầu nhiệm mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con và Ngài chỉ dẫn cho chúng con. Nay em cầu nguyện cho hội thánh, đặc biệt cho hội thánh Mercy of God của chúng ta và cho anh chị em. Ôi cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Chúng con chẳng ra chi trong thế gian này bởi sự rủa xả, bởi tội lỗi của tổ tiên chúng con, mà Ngài đã thương xót chúng con, Ngài xót thương chúng con, và Ngài đã ban chính Chúa Giêsu, còn một yêu dấu của Ngài, thì qua sự đổ máu, sự roi đòn, sự chết treo của Ngài, và để rằng Ngài được toàn thắng ở trong đời sống của chúng con, để cho chúng con cũng trở nên những con người trở lại một cái vị trí ban đầu, đó là giống Ngài và cai quản như bản chất của Ngài đã cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa rất là nhiều vì sự thương xót này cho chúng con. Chính vì vậy chúng con đã dâng thân mình của chúng con, dâng tâm linh mà chúng con đã được sinh lại bởi thánh linh của Ngài. Chúng con dâng linh hồn sống mà Ngài đã cứu chúng con trong thân thể này, để chúng con làm một của lễ sống thánh và đẹp lòng Ngài. Đó là sự thờ phượng mà Ngài mong muốn chúng con. Đó là sự thờ phượng phải lẽ mà Ngài đã muốn chúng con thờ phượng Ngài như vậy. Chúa ơi, để làm sao chúng con có được biết ý muốn của Ngài đây, nếu như tâm trí của chúng con, tâm thần của chúng con không thay đổi, không đổi mới ở trong Đấng Christ Jesus từng giây phút một, thì làm tất cả những việc làm của chúng con chỉ bằng ý riêng của chúng con mà thôi. Nhưng điều đây Chúa dạy cho chúng con biết phải làm theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Ngài. Chúng con cần phải đổi mới tâm trí, và Ngài cũng đã cặn kẽ dạy cho chúng con biết phải thay đổi tâm trí của chúng con. Đó là cái phần tâm linh, cái phần linh hồn của chúng con. Linh hồn của chúng con thật là quý giá, Chúa ạ. Cả thế gian này cũng không đánh đổi được linh hồn của chúng con. Chính vì vậy, cái phần về thay đổi tâm trí của chúng con đó là phần linh hồn. Chúng con cần phải thay đổi tâm trí liên tục. Chúng con phải để lời hằng sống của Ngài trở thành thịt trong đời sống của chúng con. Tâm trí của chúng con luôn hướng về Ngài, luôn hướng để thực hiện theo ý muốn của Ngài, quyết định ở trong Ngài, và tất cả những cảm xúc của chúng con phải ở trong tâm tình của Đấng Christ, joy trong tâm tình của Đấng Christ. Chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ thật là kỹ lưỡng mà Ngài đã cho chúng con, để cho chúng con sống một đời sống trọn lành, trọn vẹn ở trong Ngài, và biết ý muốn của Ngài như thế nào để chúng con thực hiện, không làm sai lệch ý muốn của Ngài nữa. Bởi vì tổ tiên của chúng con đã đi ngược lại cái ý muốn của Chúa, đi chật đích. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con dường bao, và cho chúng con có một tấm lòng hạ mình khiêm tốn, một tấm lòng
đơn sơ để chúng con có sự khôn ngoan của Ngài và nhận biết ý muốn của Ngài. Trong sự khôn ngoan, chúng con đi bước đi trong đức tin trong từng giai đoạn cuộc đời của chúng con, để chúng con tiến tới, hướng tới một đức tin như chính Chúa, tin tưởng và hành động theo ý muốn của Chúa Cha như thế nào, thì chúng con cũng đi trật tự tình cha con như vậy. Chúng con nhìn thấy cái mẫu gương của Chúa Giêsu vâng lời cha như thế nào thì chúng con cũng vậy Chúa ạ. Chúng con đi trong sự trật tự mà chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả từng anh chị em của chúng con là sứ đồ, tiên tri, mục sư, thầy giảng, giáo sư tương lai mà chúng con đang được Chúa đào tạo cho chúng con đây, để qua chúng con cũng đào tạo ra không những một thế hệ nhưng mà phải ba tới bốn thế hệ nữa Chúa ạ, để những thế hệ đó của chúng con còn tiếp tục mà làm việc với Ngài ở trong vương quốc ngàn năm, bởi vì chúng con biết được là nước cha chỉ đến ở thế gian này, nước cha Chúa đưa nước của Ngài đến thế gian này, thì trên đất này Chúa ạ, chúng con là những cái phần mà phải ý bày tỏ Chúa ra, bởi vì các tạo vật của Chúa đang ngóng ngóng con cái Ngài được bày tỏ ra, và trách nhiệm của chúng con phải bày tỏ giá trị nước của Ngài ra. Và chúng con cũng chuẩn bị mỗi ngày đây, chúng con đang tập huấn cái cách sống của chúng con, cách điều hành của chúng con để mà chúng con có biết được ý muốn của Chúa, để chúng con đi vào trong vương quốc của Ngài để mà cùng Ngài để cai trị. Chúng con cầu nguyện cho ban chấp hành mà Chúa đã xây cho chúng con, cho thầy Trung là người quản lý điều hành trong công việc của nhà của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa để anh có tấm lòng khoan xuyến và tinh thần của anh minh mẫn mạnh mẽ để mà thúc đẩy cho mọi người để mà hoàn tất những công việc cho hội thánh của Chúa trong tâm tình yêu thương và hạ mình. Anh là một người quản gia để mà quản lý tất cả những công việc của Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho cô Mỹ Chi là người thư ký thủ quỹ, ghi chép tất cả những chi tiết mà Chúa bày tỏ cho chúng con trong hội thánh, và cái tính tình chi tiết của chị là của cô thì cô cũng liên tưởng lại cái ý muốn của Chúa để mà cũng chi tiết được cái việc hành động theo cái ý muốn của Chúa chứ không có hời hợt. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa tất cả những việc làm của chị trong tình đơn sơ và hạ mình, và không những chị quản lý về ngân sách mà còn quản lý cả mầu nhiệm nước của ngành nữa. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có tình yêu thương với nhau và có trách nhiệm, cũng như là biết trân quý những tài sản của Chúa cho chúng con, năng lượng mà Chúa ban cho chúng con để chúng con biết dùng tất cả những cái công việc kế hoạch một cách trật tự để chúng con có năng lượng mà Ngài đã ban cho chúng con để mà chúng con hành động theo ý muốn của Ngài và xây dựng nước của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, cũng cầu nguyện cho cô Thủy là trợ lý mục sư, trợ lý trước tiên là đây là con đây Chúa ơi, và Chúa ban sức mạnh mẽ trong về tinh thần cũng như về thiêng liêng ở trong cô Thủy, để cô luôn nhận biết được ý muốn của Ngài, tương giao với Ngài và ngày càng mạnh mẽ yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu lời của Ngài, yêu những sự bày tỏ của Ngài, trân quý tất cả những người từ lớn tới nhỏ Chúa ơi. Và chúng con, Chúa nhìn thấy từng anh chị em của chúng con còn những khuyết điểm nào, Chúa dạy dỗ và chỉnh đốn lại cho chúng con để chúng con có một phong cách giống Ngài, có một tính cách giống Ngài, và chúng con có một văn hóa nước trời để chúng con cư xử với nhau. Đây là một căn nhà để chúng con đang thực tập. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con mà Ngài đã đưa chúng con vào trong tình cha con, trong tình cha con trong hơn nữa là chúng con đã đi trong sự trật tự của Ngài. Chúa ơi, trong tình cha con chúng con sẽ hoàn tất
cái bổn phận làm tôi tớ của ngài, là môn đồ hóa, chơi tôi tớ của ngài chỉ vâng nghe theo chủ của mình mà thôi, và chúng chỉ chọn một chủ mà thôi. Chúng con cảm tạ Chúa, mỗi ngày Chúa dạy dỗ cho chúng con khao khát nhờ cái tình yêu của Chúa, thêm từng từng giai đoạn là tình anh em Chúa à, để mà trong tình anh em chúng con thấy được Chúa cũng muốn để chính Chúa ngang hàng với chúng con. Chúa hạ mình vâng lời cho đến chết và hạ mình ngang hàng như là người phàm. Chúa ơi, thì chúng con cũng vậy, trong tình trật tự của thẩm quyền dọc thì chúng con cũng nhìn thấy Chúa Giêsu là anh cả giữa một đàn em đông đúc, thì chúng con cũng có tâm tình yêu thương như là anh em với nhau nữa trong thân mình của Ngài, và Ngài cũng cho chúng con có một tình yêu là bạn của Ngài. Bởi vì tất cả những gì mà chúng con nhìn thấy con cái của chúng con mà yêu mến bạn và chia sẻ coi các bạn còn hơn cả cha mẹ nữa, thì chúng con nhìn thấy điều đó để chúng con liên tưởng tới Ngài. Có những điều mà con cái không thổ lộ được với cha mẹ thì lại thổ lộ hết tất cả các bạn, thì chính Chúa cũng vậy. Có những lúc chúng con không thổ lộ được với ai thì chúng con lại thổ lộ với Chúa, và Chúa cũng tỏ bày thì trong vai trò của người bạn hữu của chúng con để thông cảm và đón nhận tất cả những cái sự chia sẻ tâm tình của lòng của Ngài, là Chúa Giêsu đứng quýt với lòng của chúng con lòng tới lòng Chúa ạ. Và chúng con cũng nhìn thấy được Chúa bày tỏ cho chúng con là chúng con là hoàng hậu sủng ái của Ngài, là hội thánh của Ngài, là hiền thê của Ngài, mà Ngài đã yêu thương chúng con để chúng con trở nên là một người vợ ở khả sủng ái của Ngài nữa. Chúa ơi, tất cả những tình yêu mà Chúa bao bọc chúng con thật là lớn lao, trìu mến như vậy, thì chúng con không có cớ nào để mà chia sẻ những cái tâm tình yêu thương đầy trọn của Ngài cho chúng con, để mà trong chúng con còn rào ra những con người khác nữa. Đó lòng thương xót của Ngài đã yêu thương chúng con như vậy, Chúa ạ. Và chúng con cũng cảm tạ Chúa đã ban cho em Thủy có cái tấm lòng đơn sơ để mà em lo lắng cũng trong công việc của hội thánh cũng như là về xã hội. Bởi vì trong xã hội thì tất cả nhiều ở ngoài xã hội thì chất độc rất là nhiều. Xin Chúa ngày càng làm mạnh ở nơi em Thủy trong phần thiêng liêng để em có đầy đủ tất cả những cái sự mạnh mẽ của Chúa để em chia sẻ bày tỏ Chúa ra, để phá đổ hết tất cả những cái lĩnh vực độc hại đó. Chúa ơi, biến tất cả những cái lĩnh vực độc hại đó để mà trở nên thanh sạch, mà một đó là cái cách mà Chúa đang dạy cho chúng con biết gieo mừng, gieo cái tin lành nước của Ngài, Chúa ạ. Và đó là chúng con được báp têm trong tin lành nước của Ngài, thì chúng con cũng phải biết chia sẻ và sống một cách cụ thể tin lành nước trời trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, cũng con cầu nguyện cho chính con đây nữa, Chúa ạ. Chúa đã tín nhiệm con và Chúa đã sức dầu trên đời sống của chúng con, trên từng anh chị em của chúng con, để chúng con đúng một vai trò mà Chúa đã chọn chúng con, và chúng con làm trung tín trong từng việc nhỏ để mà Ngài ban sự khôn ngoan thông sáng cho chúng con, để chúng con ăn nuốt lời của Ngài. Bởi vì qua con, qua từng anh chị em của chúng con cũng phải nuôi ăn cho dân của Ngài nữa. Bởi vì Chúa nói chính anh em cho họ ăn, chính anh em cho họ ăn. Chúa ơi, không ai khác ngoài chúng con, Chúa ạ. Chúng con phải là người cho họ ăn, và chúng con biết cách cho họ ăn như thế nào để mà họ tiêu hóa trở nên giống Chúa và cai quản như chính Chúa đang dạy cho chúng con đây, Chúa ạ. Xin chúng con cảm tạ Chúa cho tất cả các anh chị em của chúng con hỗ trợ cho con trong cái công việc này, với chức vụ là chăm sóc mục tử của Ngài, là chăm sóc chiên của Ngài, cho chiên của Ngài ăn đúng giờ. Và trước tiên chúng con cần phải trang bị thức ăn đầy đủ cho chính bản thân con và cho từng anh chị em của chúng con có tấm lòng khao khát ăn nuốt lời của Ngài, xé thịt Ngài ra mà ăn, Chúa ạ. Bởi vì chính Ngài đã xé thịt Ngài ra cho chúng con, và cũng đổ máu ra cho chúng con uống nữa.
chúng con biết trân quý, chúng con không phải chỉ nhìn vô cuốn sách kinh thánh mà chúng con đọc và có cảm xúc khóc hoặc là buồn vui lẫn lộn đâu Chúa ơi, nhưng chúng con khi chúng con được sống trong sự khôn ngoan tỉnh thức của Ngài thì từng lời từng chữ mà Chúa dạy dỗ cho chúng con trong tâm trí, trong chúng con nhìn thấy lời của Chúa tất cả ở các thụ tạo của Ngài, thì những một hoàn cảnh nào thì chúng con cũng thấy được Chúa đang dạy dỗ cho chúng con, đang xé thịt cho chúng con ăn để cho chúng con giống Ngài, để thay đổi tâm trí của chúng con, thay đổi tính nết của chúng con, cách sống của chúng con qua thịt của Ngài xé ra cho chúng con ăn, qua máu của Ngài để cho chúng con uống, để chúng con mang DNA của Ngài, mang dòng máu của Ngài, mang bản chất của Ngài để chúng con cũng bày tỏ chính Ngài ra. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con luôn biết được trách nhiệm của chúng con cần phải làm và đưa dân của Ngài thì vào nước của Ngài như thế nào. Ở chúng con cũng nhìn thấy biết bao nhiêu những nhà lãnh đạo mù dắt mù xuống hố rồi đem họ vào đi đây đi đó, xuống biển lên núi để đem một người vào đạo mà cuối cùng họ lại phải xuống âm phủ gấp đôi. Chúa ơi, chúng con nhìn thấy những lời lẽ của Chúa mà chúng con phải kính sợ, khiếp sợ Ngài. Chúa hãy kính sợ Ngài và chúng con thực hiện theo ý muốn của Ngài. Chúng con không muốn đi sai lệch Ngài nữa đâu. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ cho anh chị em của chúng con và đã lập chúng con, xây chúng con thành hội thánh của Ngài và là thành Sion của Ngài và luật ra từ Sion. Chúa ơi, luật của Chúa ra từ chúng con. Chúa đặt để luật pháp của Ngài, luật yêu thương, luật thánh sạch, luật công bình ở trong đời sống của chúng con, để chúng con thực hiện luật pháp của Ngài trong ân điển của Ngài. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa cho từng anh chị em của chúng con, cho em nam em hiến mà chúng con đang mong mỏi từng giây phút để cho các em cùng qua với chúng con ở trong đội quân đặc nhiệm này, bởi vì chúng con phải phát xuất từ ở nơi miền đất Hoa Kỳ này, vì chúng con đã thấy được sự tỏ bày của Chúa qua quá trình mà chúng con đi đi mà trong gần 3 năm nay. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa đã chỉ lối cho chúng con một cách rất là rõ ràng, bởi vì khi mà Chúa nói với các Chúa dạy dỗ cho các dân, nếu anh em không tin ta thì hãy tin những việc ta làm. Chúa ơi, Chúa dạy dỗ cho những cái đức tin mà yếu kém nhất đó thì hãy nhìn thấy những cái việc Chúa đã từng làm trong đời sống của chúng con. Chúng con nhìn thấy được biết bao nhiêu trận Chúa đã cứu chúng con như thế nào, và Chúa cũng cho chúng con nhìn thấy được chặng đường chúng con đi tìm kiếm nước trời như thế nào. Chúng con nhìn lại tất cả những cái quá khứ của chúng con để nhìn thấy được rằng Chúa đã hành động trên đời sống của chúng con như thế nào, để chúng con tăng lên niềm tin vào, tin cậy vào Chúa bấy nhiêu để bước đường hiện tại và tương lai chúng con theo Ngài. Chúa ạ, ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tin tin những việc Ngài đã từng làm cho chúng con trong đời sống của chúng con, và trong mới đây nhất là Ngài đã nhúng chìm từng anh chị em của chúng con trong vương quốc của Ngài, trong tin mừng nước của Ngài để chúng con được lớn lên. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhìn thấy được qua trận chiến này, Chúa đã giải phóng người thầy của chúng con, người mục tử, mục sư Nguyễn Mạnh Cường của chúng con như thế nào để tin lành nước trời từ ở trong cái nôi của Ukraine được văng ra, được lan ra khắp đất này. Chúa ạ, chúng con là phần của Ngài ở trong đây, chúng con là cơ nghiệp của chúng con, phần trách nhiệm của chúng con là mà chúng con đã được nhận chìm và được sự sức dầu từ ở trong Ukraine. Anh chị em của chúng con đã đặt chân thục thể đến nơi đó thì Chúa cũng liên tưởng cho chúng con phần thuộc linh ở trong nước của Ngài như thế nào, và trách nhiệm của chúng con phải loan báo tin mừng nước của Ngài ra sao khi chúng con được trang bị tin lành nước của Ngài trong đời sống của chúng con mỗi ngày đây. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con nhìn thấy tất cả những điều mà Chúa đã làm cho chúng con, chúng con tăng dần niềm tin của chúng con, trông cậy vào Ngài trên bước đường của chúng con để đạt tới mục đích vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa đổ thần của Ngài đầy dẫy trên từng anh chị em của chúng con, trên em Nam, em Hiến, trên anh chị Trung Chi,
trên em thủy, trên qua em thủy thì Phương cũng được và con đây cũng được, và Chúa ơi, Chúa sẽ dùng anh Hậu để mà trong cái công việc của nhà của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa, cho mỗi chúng con đều là những viên gạch mà Ngài xây hội thánh của Ngài, Chúa ơi. Chúng con đều là những chương trình của Ngài, để mà chúng con cũng phải hoàn tất cái chương trình của Ngài ở trong đất này, Chúa ạ, để khi trước khi gặp mặt Ngài. Và chúng con cũng cảm tạ Chúa cho người mục sư Nguyễn Mạnh Cường mà Chúa đã chọn ông để dạy dỗ chúng con và dạy dỗ anh chị em của chúng con đây, Chúa ạ. Thần của Ngài đầy dẫy trên ông, thần khôn ngoan, thần khôn sáng, thần mưu toan, thần mạnh sức, thần kính sợ Chúa. Chúa ơi, tất cả mà Chúa đã trang bị thần, bảy thần của Ngài cho hội thánh để chúng con đập phá hết tất cả những công việc của ma quỷ và nơi hang ổ của nó là Babylon. Chúa ạ, chúng con cảm tạ Chúa đã tỏ bày cho chúng con, và chúng con có trách nhiệm mang DNA của Ngài và tất cả sự tỏ bày của Chúa trên ông. Và mà ông đã mang thai thì bào thai đó chúng con cũng được cưu mang để mà cùng nhau sinh bào thai nó ra ra để mà chúng con thực hiện cầu nguyện, là thực hiện theo ý muốn của Ngài. Cầu nguyện là chúng con biết được ý muốn của Chúa và triển khai ý muốn của Chúa và chúng con hành động. Chúng con cảm tạ Chúa cho đời sống của chúng con, biết hạ mình khiêm tốn để tiếp nhận sự sửa dạy của Ngài, sự tỏ bày của Ngài, sự mầu nhiệm của Ngài càng tỏ bày hơn nữa cho đời sống của chúng con, mà trách nhiệm của chúng con phải phân phát mầu nhiệm đó cho chiên của Ngài ăn nữa, Chúa ạ, để tất cả các chi thể chết được sống lại và để trở nên một thân mình của Chúa, một nàng dâu đẹp đẽ để trình diện trước mặt Ngài. Và mỗi ngày đây, công việc mà chúng con đang làm đó là đan áo cưới, mà may áo cưới đó là công việc công bình, là yêu sự công bình và ghét sự gian ác. Ngài cho chúng con đi vào trong những cái lãnh vực của xã hội để chúng con làm bày tỏ giá trị nước của Ngài ra, Chúa ạ. Chúa dùng chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài thật nhiều vì sự dạy dỗ này, và mỗi ngày Ngài cho chúng con được trưởng thành khôn lớn, dạn dĩ, mạnh mẽ, bởi vì chúng con có thần của sư tử chi phái Judah, chồi đó chính là Chúa ở trong chúng con, và chúng con là nhánh ở gắn liền với Ngài để sinh ra kết quả, sinh ra những bông trái của Đức Thánh Linh được đầy trọn, được mọc, được nở hoa, kết trái trong đời sống của từng anh chị em của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn một sư buổi hài hương. Alo, còn em Thủy yêu quý đâu rồi? Công chúa Thủy đâu rồi? Công chúa Thủy bốc hơi rồi. Hallelujah. Công chúa Thủy thăng thiên rồi. Hallelujah. Sakara Baradu. Hallelujah. Công chúa Thủy. Cảm ơn công chúa Thủy thôi đúng không ạ? Chị bé có muốn Chị cầu bé có muốn cầu nguyện thêm không chị bé ơi? Chị bé có muốn gì không? Chỉ cần cùng với sự chỉ cấp em. thì đưa đưa chính Ok, xác được không? tạ ơn Chúa anh chị em yêu dấu. Tất cả, tôi mới up lên trên, gửi lên trên đâu nhỉ? Trên đặc nhiệm đấy, Viber đấy, cái biên bản đấy nhá, chỉnh sửa rồi đấy. Mấy cái gạch nếu anh chị em dùng iPad, iPhone thì nó có cái gạch đấy, không không có đâu nhá. Nó chỉ iPad, iPhone chẳng sao nó hiện ra thôi, còn bình thường là nó có hết. Xong anh chị em lấy cái phông đấy, lấy cái plan đấy, để làm các thứ biên bản hay cái gì đấy, thì viết vào đó. Ok. Nghe thấy không ạ? Có nghe rõ chứ? Vâng. Bên cuộc họp ấy thì anh chị em nhìn thấy để mà cầu nguyện theo biên bản thôi. Vì những chức năng của ai đấy, những chức vụ của ai đó thì cần biết. Và mình không biết để cầu nguyện cho mình rồi mà cũng cầu nguyện cho người khác nữa. Và khi mình nhìn thấy chức năng của mọi người đấy thì mình sẽ không bị sao ạ? Va đầu nhau như là trong Ô-rê đoạn 2 đấy, là ai đi đường ấy mà chẳng bỏ đường mình, xông qua các khí giới mà chẳng bỏ đường mình nhá, họ vẫn đi nhá, họ vẫn đi, họ vẫn tiến, mà các khí giới tức là các đồ lũy của ma quỷ rồi tất cả cản trở của nó mình đi xuyên qua hết, bởi mình có năng lực cực mạnh luôn mà.
phá tan hết tất thảy các đột lũy đấy, hủy diệt hết tất cả chúng nó, nhưng mà không bỏ đường mình, tức mình không có chạy trốn, cái quỹ đạo của mình đã vạch ra, mình cứ thế mình đi thôi, xuyên hết qua đấy. Đấy là cái sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta ở trong cái dòng chảy lớn, dòng chảy Mercy of God đầu tiên và cuối cùng của Chúa như vậy. Tất cả chúng ta phần chi thể của nhau mà, như đoạn kinh thánh hôm nay mà Nam có nói đấy, trong Roma đoạn 12, chúng ta chi thể của nhau, mỗi mỗi ai là không, các chi thể không làm việc các chi thể sao các chi thể là không làm một việc giống nhau, nhưng chúng ta làm việc khác nhau, nhưng bản chất vẫn là của thân thể của Chúa, bản chất vẫn là nguyên tắc và giá trị nước của Chúa. Chúng ta nhớ nhé, nguyên tắc và giá trị, khi chúng ta nói về nước trời ấy, nói về hệ thống nguyên tắc giá trị là chúng ta phải nói và hiểu hiểu rõ, hiểu thấu đấy, để là nguyên tắc, tức là cái cách thức, thì cái quy tắc, cái luật lệ của nước Đức Chúa Trời, rồi giá trị là cái gì mà Chúa quý, Chúa tôn trọng, cao trọng. Nguyên tắc cũng có thể là giá trị, anh chị em ạ, bởi vì khi Chúa yêu các luật lệ của Chúa thì đấy cũng là giá trị thôi, nhưng mà ngoài nguyên tắc ra còn nhiều nhiều thứ khác nữa là cái giá trị của Đức Chúa Trời, nên nhiều lúc mà nguyên tắc giá trị là hơi hơi là giống giống nhau, hơi giống giống nhau, nhưng thực ra là nếu phân biệt ra nó khác nhau một chút đấy, nó khác nhau. Là vì thêm sứ đồ Sunday ông cứ nói lẫn lộn cái phần này là nguyên tắc, hoặc dụng dùng từ nguyên tắc của nước trời thôi, nhưng chúng ta thì bóc tách ra mà. Và chính vì được nghệ thuật bóc tách ấy, thì chúng ta sẽ trở nên là miệng của Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng ta nói cái lời ra ấy, là người ta sẽ phải ngậm miệng lại, các vua phải đến đứng khỏi ngôi ngai của mình, họ sẽ nghe cái điều họ chưa từng nghe và hiểu cái điều họ chưa từng hiểu, và các vua phải vội vàng chạy đến sự sáng, sự chói sáng nó mọc trên chúng ta. Amen. Chúng ta Amen. là nhiều người đấy, nhưng hiệp lên một thân trong Đấng Christ, không những là hội thánh mà sẽ có chúng ta hiệp một thân trong Đấng Christ đâu, mà chúng ta nói cái phần nhỏ của chúng ta là trong nội bộ hội thánh đấy, bắt đầu từ ban chấp sự thôi, chưa nói đến các con chiên khác. Amen. Chỉ nói về cái bên lãnh đạo gọi là đầu gì nhỉ? Đầu đầu hội thánh đấy, cái đầu 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 hội thánh địa phương là mục sư, mà còn đầu của tất cả thân thể của Chúa thì đấy là Chúa Giêsu rồi. Nên chúng ta nhớ là các chi thể, nhưng chi thể phải lo tưởng với nhau. Chúng ta ai cũng có thân thể cả, nên Chúa dùng một cái điều kỳ diệu đó là thân thể. Chúa dùng ví hội thánh Chúa như thân thể, thân thể, thân thể. Thân thể chẳng có cái phần nào gọi là ghét phần nào cả. Amen. Không có cái tự gì, tất nhiên trừ cái tư tưởng mà của sự gì là sự tự ti ra thôi. Nhưng thực ra nó chẳng có phần nào ghét phần nào đâu, anh chị em ạ. Đấy là do cái ý tưởng tự ti nói rằng ô sao cái mắt mình thế này, ô sao cái tai mình thế này, ô sao cái mũi mình không đẹp, ô cái cổ mình không đẹp, ô cái dáng không đẹp. Đấy là do cái tư tưởng và thôi, chứ còn thân thể nó không nói như vậy. Amen. Mắt nó nhìn nó không có nói rằng ô sao mày chán đời thế hả, nó không nói thế. Rồi chân tay nó không, mà ngược lại nó còn toàn phụ, còn giúp đỡ nhau cơ. Ví dụ như mắt nhìn thấy điều này thấy thay nhé, nó đưa cho não, não bảo ok, thế là não ra lệnh cho chân tay đi đi đâu đấy để lấy cái đồ về, để chén chén để bổ bày để bổ sung cho sức mạnh của chân tay chứ ạ, chứ nó không hề ghét gì hết, nó không cắt đi. Đấy là chúng ta nhớ cái điều đấy, nên là khi chúng ta hiểu hiểu rõ, suy gẫm về thân thể anh em ạ. Nhiều khi mà đọc kinh thánh ấy, không cần phải đọc nhiều như là mọi người đọc cho xong việc, đúng không? Đọc kinh thánh nhiều người cứ hỏi là anh đọc kinh thánh được bao nhiêu, anh đọc hết kinh thánh chưa, đọc làm cái gì, đọc mà học những con vẹt thì làm cái gì, học tôi chẳng cần về đối tôi chỉ cần mở cái MP3 thôi, tôi đọc thuộc từng tí một luôn, nó còn giỏi hơn cả anh. Nhưng mà đọc ấy cuốn cùng luôn là nó còn hơn cả trước nữa. Thế nên vì thế mà quan trọng là lời nào thì thịt của mình, mà lời thì thịt tôi thì chỉ cần suy gẫm một tí thôi anh chị em ạ. Từ lời ấy là cái nguồn sự sống đó, anh chị em ạ, từ cái nguồn cái giếng nước mà không có gì nhỉ, không có gì, không có đáy đấy, giếng không đáy đấy, mà cứ cứ cun ra thôi, cứ mà tuôn trào ra thôi, chỉ cần một câu đó đấy thôi, từ trong kinh thánh đấy mà chúng ta suy gẫm sâu đấy là cái câu đấy là chuẩn luôn, xong kéo hết ra các câu khác mà anh chị em ạ, giúp bổ trợ các câu khác nữa, nên chỉ cần suy gẫm thôi, suy gẫm về thân thể của Chúa thôi, cứ nghĩ về thân thể của mình đó, và mình nghĩ 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 đến là mình có sự liên tưởng mà, và điều này cho chúng ta còn khôn ngoan hơn nữa, phải đẹp lòng Chúa Trời. Và hiển nhiên chúng ta có sự ban cho khác nhau tùy ơn đã ban chúng ta. Ở đây chúng ta nói cái ơn ở cái đời này đấy anh chị em ạ. Tất nhiên ở đời sau cũng có ơn nữa, phụ thuộc vào cái phần thưởng, phụ thuộc cái công việc chúng ta làm ở trên đất này, ở cái đời này, này nó sẽ xác định những cái phần thưởng. Ơn là sự ban cho mà, gift ấy là sự ban cho, là phần thưởng món quà nào đấy Chúa chỉ ban cho thôi, nên nên cái món quà mà Chúa ban cho ở cái đời này đấy là chúng ta phải trung tín trong việc đó, chứ đừng có ngu dại mà chôn nó đi hay là phung phí nó. Amen.
thì đến đời sau bắt đầu mới tiếc, ô tại sao thế nhỉ, ô phí thế nhỉ, tại sao thế, thì lúc đấy lúc muộn rồi, nó không có chuyện quay lại đời đời trước để mà làm lại cuộc đời đâu, không có, không ai có chuyện thế cả, thời gian nó đặc điểm nó đi mà nó không quay trở lại. Chúa dạy chúng ta thế rồi, thành thử ra cái ơn nào chúng ta đang có đấy, cái ân tứ đó chúng ta có, bất kể thời gian, tiền bạc, của cải, sức lực, tri thức, thông tin, cái gì, bất kể cái gì mình có được, mình như là người quản gia của Chúa Trời ban ơn, mình biết ban phát. Amen. Tôi có gì quý nhất thì tôi phải lọc lọc ra tôi đưa cho anh chị em, thậm chí còn trước khi mình ăn còn chưa hết mà mình đã cứ đưa rồi, đưa cùng ăn, cùng ăn trong quá trình cùng ăn thì Chúa lại cho rõ hơn cả cái điều mà tôi đang chia sẻ anh chị em ạ. Đấy kỳ diệu như thế nhá, tại vì nếu mà có nhiều người khác ấy, họ không chịu đâu, họ cứ phải ngồi họ ăn họ nghĩ hết thật kỹ 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 hết ra đó, họ mới đưa cho người khác, thì đấy cũng một một cái gọi là một cái cách thức cũng tốt, nhưng mà tôi thấy cái cách thức đấy không, đối với tôi không bằng cái thức là mình thấy ngon rồi thấy tốt rồi là mình trông cậy Chúa Trời, mà mình vừa ăn vừa chia sẻ người khác, thì trong quá trình mình chia sẻ người khác đấy, tự cái điều mình đang ăn tự nhiên nó ngon thêm, rõ thêm, hiểu thêm. Và thực sự là trong thực sự kinh nghiệm tôi, khi mà tôi chia sẻ người khác điều tự dưng có bao nhiêu thứ nó cứ mở 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 ra thế, nó rõ thêm, nó rõ hơn thêm nữa, nó rõ nhiều nhiều thêm thêm nữa về cái chuyện mà khi mà chia sẻ cho người khác những cái điều gì mà mình được, dạy dỗ đấy, mình được dạy dỗ thì nó chia sẻ nó nhiều nhiều thêm hơn nữa. Amen. Nên là cái phần Chúa nói là ai được ban trước ơn thì hãy tập nói theo đức tin. Tin là hành động, mà hành động gọi chức vụ thì hãy buộc mình chức vụ, dạy dỗ, chăm dạy dỗ, khuyên bảo vân vân, đấy tất cả cái gì mà chúng ta đã được Chúa tín nhiệm, Chúa đặt chúng ta trong cái ban chấp hành của Ngài đấy. Amen. Và động cơ nó lòng yêu thương, động cơ không phải là làm vì là bổn phận do cái ông mục sư bảo, mục sư đấy là giao phó mình phải làm thôi, làm cho nó xong việc thôi để mau đi ngủ thôi, không chả có gì thích cả, đấy nó chẳng khác gì cái hội đoàn tôn giáo mà trước đây chúng ta đã ở trong đó và đã gặp rất nhiều trong thời gian rồi, nhưng mà động cơ đó yêu, yêu yêu thương, động cơ đó chúng ta yêu Chúa, chúng ta yêu người. Amen. Và Chúa nói câu 11 đấy, hãy siêng năng chứ làm biếng, phải học tốt sáng, phải học Chúa, chúng ta phải siêng năng đừng làm biếng, tới cái việc mà mình được giao ấy, đừng có mà làm biếng mà phải siêng năng. Siêng năng là sự chăm chỉ trong sự khôn ngoan anh chị em nhé, siêng năng nó khác với sự chăm chỉ, nhiều người chăm chỉ nhưng mà ngu dại, thành ra nó đổ vã hết, sau đó là đường đường lối của họ đấy, họ họ mới oán trách oán giận Đức Chúa Trời, bởi sự ngu dại làm cho người hỏng đường lối mình mà, và người oán giận Đức Giê-hô-va trong 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 ngôn nói như vậy, người ta siêng năng là sự chăm chỉ trong sự khôn ngoan, khôn ngoan chúng ta học rồi, nó là biết làm cái gì, biết là cụ thể ra sao, chỉ cần làm như thế nào, làm cái gì và làm như thế nào, làm như là Chúa làm đấy. Chúng ta khôn ngoan đó là gì ạ? Chúng ta học rồi khôn ngoan là biết như Chúa biết, nhìn như Chúa nhìn và hành động như thể Chúa hành động. Chúng ta như thể rồi nhá, anh chị em, chúng ta chưa trọn vẹn mà, nên mọi thứ của chúng ta là như thể Chúa làm thôi. Nên sốt sáng nữa, cái thần sốt sáng của Chúa ấy, mà Chúa nói rằng thật lòng sốt sáng của Chúa sẽ làm việc đó. Chúa cả đạo Đức Giê-hô-va sẽ sốt sáng làm việc đó. Shakada khi mà Chúa nói Đức Giê-hô-va kẻ rất nhỏ trong họ chẳng 1.000, kẻ hèn yếu cho dân mạnh, Đức Giê-hô-va sẽ sốt sắng làm việc đấy đó. Và chúng ta hiệp ý nhau câu 16, chúng ta hiệp ý nhau đừng ước ao sự cao sang, ở cao sang đây là họ dịch là dịch sai rồi, hay là nếu hiểu đấy chúng ta là dòng cao sang mà nên phải nghĩ cao sang. Amen. Sự cao sang nó bắt chúng ta phải nghĩ tất cả mọi người đều là cao sang cả đó, sự cao sang đấy. Còn còn sự cao sang mà trong đây nó đừng ước ao sự cao sang, tức là cho mình cũng là siêu đẳng, còn người khác chẳng cái thá gì cả, đấy là kiểu như thế. Còn sự cao sang là cần, vì Chúa là sự cao sang mà. Amen. Nên là cái dịch Kinh Thánh ở đây là dịch nhiều lúc mà không thoát nghĩa, làm cho người ta tưởng nhầm là để, và cuối cùng người ta nghĩ sao, cuối cùng là dân của Chúa là không cao sang, dân Chúa là thấp hèn, dân của Chúa là bình thường, là bình dân thôi, không phải bề ngoài cái bình dân, bên trong lòng cái tư duy của mình cực kỳ cao sang và sự ước ao của mình phải là cao sang. Amen. Vì trong trong ngôi à, trong Ê-sai nói mà là người cao sang thì suy nghĩ cao sang để làm việc cao sang, là chúng ta là dòng cao sang, chúng ta không có chuyện chấp suy nghĩ thấp hèn được, mà cả bình thường không suy nghĩ được, phải suy nghĩ gọi là siêu cao siêu, để vượt thời gian và làm một điều thiện nữa, và hết sức mình để hòa thuận mọi người đấy, đấy cái công cái công nguyên tắc của Đức Chúa Trời ấy. Khi chúng ta làm việc này phải hết sức mình để hòa thuận nhé, Chúa nói là hết sức anh chị em nhé, chứ đừng có tưởng một tí thôi, mà khi chúng ta làm một tí sức xong chúng ta chưa thấy hoàn thuận, xong rồi bắt đầu định tranh cãi cãi cọ định làm bầm nhau, đừng, đã con đã dùng hết sức con chưa.
còn dùng hết sức chưa? Khi còn hết sức rồi đấy thì hãy kêu cầu ta sẽ thêm sức cho con, chứ đừng có gọi là chưa dùng hết sức cả xong đã nói là ô cái này không được đâu, ô nào cái thêm thích nữa tôi bỏ đây tôi không làm nữa, đã làm hết sức đâu, hết sức để hòa thuận với mọi người, hòa thuận là chúng ta chấp nhận được người khác kia đó, những sự gì thậm chí những sự gì họ làm sai họ làm chưa đi hoàn thuận thiện đấy, không phải vì việc đó để mà thiệt hại nhau. Amen. Trong cái thân thể chúng ta ấy, là tất cả cái chi thể ấy, đều là giúp đỡ cho nhau để phát triển cả tăng trưởng cả, không có chuyện là chi thể này như là ghen tị chi thể kia. Chúng ta nhìn cái thân thể mình đấy, thậm chí nó còn còn sung sướng khác ấy. Cái tay đẹp chẳng hạn ấy, tự nhiên mắt sung sướng, mắt nhìn ô tay mình đẹp thế nhỉ, bắt đầu hệ thần kinh cũng sướng, ô thích thế, còn tóc ra cái hormone endorphin đấy để cho sung sướng, hormone gọi là hormone hạnh phúc đấy để sung sướng. Nên là vui với người vui mà, và buồn cả người buồn, khóc người khóc nữa, nên cái chi thể đấy mà một chi thể nào đau ấy thì thôi các chi thể khác cũng nhìn thấy ô đau đớn và cũng tìm mọi cách của đau để mà ngồi đấy mà đau để tìm cách để mà xử lý cái đau đấy, khi chúng ta bị đứt tay chẳng hạn thì không phải là cái mắt nó nhìn là ô thương quá thương quá, ôi thương quá đứt tay, ôi khổ quá thương quá, không, mắt nó nhìn thấy là nó chỉ ngay phải lấy cái gì mà cầm máu lại, nó nhìn ra chỗ mắt nó bắt đầu lướt ra để nhìn não bộ các thứ đủ, hệ thần kinh trung ương nó xử lý đưa ra thông tin phải xử lý thế nào, chân phải đi tay phải đi lấy cái gì, miệng phải nói phải hỏi phải vắt óc ra để xem cách nào xử lý cái vết đứt tay đấy, chứ không phải là cứ ngồi đấy mà khóc đâu. Nên tất cả mọi thứ là hòa thuận, mọi người chấp nhận nhau và tìm một cách để hoàn thiện nhau. Amen. Và tìm một cách để bổ sung cho nhau nữa, thì nguyên tắc chúng ta trong tình cha con ấy, là tìm mọi cách để chúng ta bổ sung cho nhau, chúng ta xé thịt cho nhau, nhất là đặc biệt là người mục sư đấy. Hôm hôm qua khi tôi nói từ xé thịt đã có người đã ấm được cái câu ấy rồi, nên là tôi nói anh chị em là các mục sư ấy, là những người mà nuôi mình bằng lời Chúa Trời, khiến lời Chúa thành thịt của mình, và đó mình cũng giống như Chúa đấy, như Chúa thể nào chúng ta thấy trong thời gian này Chúa xé thịt xả thịt của Ngài cho chúng ta ăn, thịt và huyết của Ngài, thì khi chúng ta gặp các học trò, gặp các con thuộc linh của mình đấy mà Chúa ban cho thì mình cũng phải xé thịt của mình cho người ta ăn nữa. Amen. Được cái gì trong lòng của mình ra ấy, cái gì quý hóa tinh hoa nhất mình phải đổ xuống cho họ nữa, xé thịt của mình ra cho họ ăn nữa, chứ không phải là nhòm nhòm ngó ngó. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì sự cầu nguyện của anh chị em. Rồi anh chị em cái bản số 2 ấy anh chị em cứ nắm giữ đấy, ok anh chị em. Biển số 2 ấy, anh chị em cứ copy giữ đấy để biết cái chức năng của mình và cầu nguyện cho cái chức vụ trong đó nữa. Ở trong đây thành phần trong đây chưa có Nam và Hiến, bởi vì Nam và Hiến chưa vào trong chấp sự ở đây, nhưng Nam Hiến vẫn không phải không có mặt trong đây. Nam Hiến vẫn trong sự quản lý của ví dụ như của Pastor Hoài Hương hay là Pastor hay là admin Trung chẳng hạn này, hay thầy Trung chẳng hạn, thầy Trung cũng đang quản lý đấy. Thầy Trung ví dụ như là đề xuất Nam xử lý hình ảnh video nào đấy chẳng hạn này, gì 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 đấy, ABC gì nhiều đấy. Amen. Amen. Tôi chung nhớ có việc không nha. Tôi chung nhớ đấy, nha. sang đây việc của kia đủ đủ các thứ nhiều lắm, cứ sang đã đi, còn không chúng ta vẫn trong cảnh này mơ sẽ có của việc vẫn đặc nhiệm mà. Ok, nên là video Nam cố gắng vừa cầu nguyện vừa làm video cho sớm Nam nhé, để mà còn chỉnh sửa mà. Tại vì khi mình ra xong đấy mình còn phải duyệt nữa, mình xem có cái cách viết như chỉnh sửa lại một tí nữa, có thể thế nữa, nên là cố gắng làm cho sớm hơn. Odasaka, cái bảng danh sách gì nhỉ? Danh sách những cái việc làm mà tôi đã nhóm post hôm qua trên cái gì? Trên ban chấp hành rồi đấy, xem ạ. Thì mỗi tuần đấy chúng ta sẽ học, chúng ta cái bản thứ hai chúng ta nói thôi mà, mỗi tuần chúng ta học một lần. Tại trong cái lúc này lúc thời gian đầu tiên đấy là chúng ta rất học cần học nhiều nhau anh chị em ạ, để mà vui, để mà trơn tru, để cái bộ máy mà Chúa phân bổ đấy nó hiểu nhau, nó trơn tru, nó hoạt động, thúc đẩy giúp đỡ nhau. Amen. Và chúng ta sẽ lôi cái gì ạ, cái danh sách cần phải làm đấy để chúng ta hành động luôn, để chúng ta xem hoạt động đến đâu rồi và để mà làm tốt hơn, và bổ sung thêm cái gì đấy khác thêm nữa. Nên là mỗi buổi thứ bảy xong, khi mà chúng ta học thứ xong đấy thì chúng ta nhóm lại để họp nữa. Amen. Họp đấy, họp với nhau đấy, học nếu mà làm tốt rồi thì học ngắn hơn. Amen. Tất cả học chúng ta không kéo dài thời gian đâu, bởi vì tôi không có muốn kéo dài thời gian đâu anh chị em, tất cả thời gian đều quý cả, anh chị em đều cần thời gian để làm việc,
bày bản thân mình với người khác nữa, nên tôi không phải là sát thủ thời gian để mà dành thời gian với đâu, nên đừng lo, đừng có sợ. Tại vì nhiều người họ nghĩ là cứ họp lại họp rồi lại mất thời gian rồi, nghĩ như vậy mà. Và xong cái vết bị nó thành ra cái vết thương ở trong lòng họ đó, mới có đi họp là họ sợ tái mắt, họ sợ nhưng ướt hết cả quần luôn, họ sợ kinh hoàng luôn, cứ đi họp nó chạy. Được rồi, Shakara, được rồi, đã ăn Chúa. Chúng ta nói trong thần cầu nguyện Chúa nhé. Shakara, em Thủy có muốn cầu nguyện đi anh Thủy ơi. Em Thủy vừa thăng thiên, bây giờ em Thủy trở lại rồi. Em Thủy đâu nhỉ? Dạ, Hẹn thăng thiên. một xưa cầu nguyện đi, em đang bận chút Chúng ta ơn Chúa vì lời Ngài cho ngày hôm nay, chúng cầu nguyện cho hội thánh, cho lãnh đạo, cho và trước hết chúng cầu nguyện cho chính mình, chúng con, cái chính thể mà Ngài đang mong muốn để làm dòng chảy mới và cuối cùng của Ngài cho Ngài tái lâm, cho ô để qua chi thể này đi đây và hoàng hậu sủng ái của Ngài, cho mà sự sống thật của Ngài, sống đời đời của Ngài, cho phủ hết trên các hội thánh trên toàn thế giới, cho tất thể các giáo hội, tất thể các phần chi thể của giáo hội, tin lành công giáo, tin lành chính thống, tin lành khác khác, cho ô ra sẽ để đưa ô giáo lý tuyệt vời, sứ đồ tiên tri của gồm nền tảng trụ lý thật cho tất thể hội thánh trên thế giới, cho hệ phái, cho hơn 33.000 hệ phái của tin lành khá cách, cho theo các giáo hội trưởng lão, hội giám lý, giáo hội exotic, giáo hội Orasakara ngũ tuần, giáo hội Orasakara giám lý rồi Shaka giáo hội và Baptist giáo hội ân tứ, tất cả các giáo hội khác Shaka và chúng con còn đưa cái giáo lý này cho bạn đến cho người C nữa, cho ngày sau đốt cho họ, để họ được cứu, để trong cái đại nạn họ không biết nơi đâu cả, họ tìm khắp ở trong tất thảy Orasakara cái điều mà người ngoại đã nhận được Shaka bằng tin này vương quốc của Ngài, cho Orasa thì họ tìm thấy cái điều mà đang câu trả lời cho họ, cho họ khi nhìn thấy những sự dạy dỗ của chúng con để lại, Shakadabra những người còn để lại nữa, cho họ sẽ nhận cái giáo lý đó, họ được cứu và 144.000 người được cứu, cho trong danh Shakadabra. Ôi Chúa tôi ơi, ôi ra chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con chính là cái người mà Ngài dùng để viết đến Kinh Thánh trong ngày sau đó này, các ô ra Sakara, các sứ đồ tiên tri trước đây đã được Ngài dùng để viết Kinh Thánh thời cựu ước, thời ta nước, Chúa ơi, ô ra Sakara, ô ra có thể nói cuốn sách cuối cùng mà Ngài mà viết đó là cuốn sách khải huyền, ô của sứ đồ, ô răng yêu dấu của Ngài, Sakara, ô ra viết, ô thế kỷ thứ nhất đó, Chúa ơi, Sakara, ô chúng con đây trong thế kỷ 21 này, cho ạ, sau 20 thế kỷ, cho ạ, Shakara chúng con ngày sẽ ngày dùng chúng con để viết lên kinh thánh tiếp nữa, cho ạ, cho những cái điều tiếp theo nữa, cho ạ, cho điều tiếp theo nữa, cho Shakadabarasakadu Orusoikadabarasenchoikadabarasenchoikadabarasenchilababa Ensikenchoikadabarasakaduikadazigenborobrodo. Ô vì vậy cha dấu yêu bằng tất thể năng quyền ngài, bằng tất thể sức mạnh ngài, bằng tất thể mọi khát khao ước vọng ngài, cho ạ, ô ngài hết lòng, ngài nói là ngài hết lòng hết linh hồn chồng chúng con trong đất này, cho ạ, hết lòng của ngài, ngài hết linh hồn của ngài, ngài hết sức của ngài, ngài chồng chúng con trong cái đất của ngài là lòng của ngài, cho cái dòng chảy mới và cuối cùng của ngài đây, cho ra cả đáp để tương ngay chúng con thì nhận tất cùng trách nhiệm ô của vua trời, trách nhiệm cao sang, cho ô ra Saka để suy nghĩ cao sang, cho để mơ tưởng sự cao sang, cho ô xứng đáng là hoàng hậu công chúa của ngài, hoàng tử của ngài, cho Saka xứng đáng người kế từ cơ nghiệp của ngài, cho xứng đáng là những người được ngồi cùng với ngài trên ngai để quyền cai trị, cho đồng cai trị ngài và xét đoán cả 12 chi phái lên xây. Chúa ơi, ô cái việc mà chúng con đưa các hội thánh của Chúa, đưa toàn bộ thân thể của Chúa trở về với Ngài còn được nhỏ, Chúa ạ, là làm chúng con trở sự sáng của Chúa đang, là chúng con trở thành sự cứu rỗi đến tận đâu cùng đất cha trong tên Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn cha. Ô ra sao nguyện mọi chức phận mà Ngài đã buộc chúng con ở đó, chưa ạ? Ô khi chúng con được dính chặt một cái phận đó bởi thánh linh của Ngài, chưa ạ? Với động cơ lòng yêu thương, yêu thương, yêu thương, chưa ạ? Yêu Ngài, yêu Ngài, yêu mình và yêu người lân cận, chưa ạ? Trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sa cara đời chúng con làm. Ô ra không theo đời này để bởi vì ép buộc hay là bởi lợi ích tư lợi cá nhân bẩn thỉu, chưa ạ? Nhưng chúng con làm bởi tình yêu thương, bởi làm bởi lòng tận hiến, bởi làm bởi chúng biết ơn Ngài, chưa ạ? Ô chúng con làm rồi chúng thể hiện ra cho ra sự lòng biết ơn chúng con với Ngài, chưa vì Ngài yêu chúng con, Ngài chọn lựa chúng con, chưa ơi. Sa cara ban ra chúa và hệ quả của cái việc chúng con làm, cho ạ, là chúng con càng sát ngày hơn, cho ạ, ô là chúng ta tập huấn trở thành những tướng lĩnh vĩ đại của ngài, rồi ô là trở thành hoàng hậu sủng ái của ngài,
để trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời chưa ạ. Ôi chúng con tay trong tay với ngài chưa, mắt trong mắt với ngài, lòng trong lòng với ngài chưa. Ôi đã sẽ là những trang sức quý báu mà không thể thoát ra khỏi trái tim ngài chưa. Ôi cái lời quý báu trân trọng nhất trên thân thể ngài chưa, ngài đặt chúng con nơi đó, nó sủng ái của ngài. Ôi để mang thai cho ngài và sinh ra ôi những dòng giống quý nhất, dòng giống tinh hoa nhất của ngài chưa, trong con sáng tạo này. Và mỗi khi ngài nhìn chúng con, ngài nhìn dòng giống đó khoe mình cho, ô ngày sung sướng, ngày hãnh diện cho, ngày khoe mình như ít nhất là ngày đã khoe từng một tất cả một đạo vật như ngày đã từng khoe với Job chưa, còn hơn Job nữa chưa, ở Job là do người đàn bà sinh ra chưa, và kẻ rất nhỏ chúng con, ô bởi thế nên sinh ra còn lớn hơn cả Job, lớn hơn tất cả những người do người đàn bà sinh ra nữa chả trong danh Chúa Giêsu. Là bởi vì vậy mà chúng con Urasa biết rằng ngài sẽ còn vui mừng còn hơn nữa, hơn nữa cho hơn một phần vô vàn so với ngài đã từng vui mừng về gió đó trong dân chúng su. Chúng ta ơn Chúa, chúng ta ơn Chúa ân điển sự thương xót ô quyền năng của thánh linh của ngài, ô ra xa bởi thần khôn sáng của ngài, thần bảo tàng của ngài, thần mưu toan, thần mạnh sức của ngài, thần hiểu biết của ngài, thần kính sợ ngài, ô thần siêng năng của ngài, thần sốt sáng của ngài, thần đức tin ngài, thần yêu thương ngài, thần lẽ thật của ngài cho ô ra xa thần vui mừng của ngài, xa cái thần công bình của ngài, thần thiêu đốt của ngài Chúa ơi, thần nay xin thần công thần ơn phước của ngài Chúa, thần ân điển của ngài Chúa giá trị quan mãi không thôi trong danh Chúa Jesus Christ, từ đầu chuyến chân Chúa, từ chân đến từ 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 Chakarababrasichavara, từ đỉnh đầu chúng con cho số tiền có chân thật từ các lãnh đạo chúng con cho ô từ mục sư hoài hương yêu dấu chúng con cho ô Rasakarababrasichavara đổ xuống trên anh chị chung chi yêu dấu chúng con, thế em thử yêu dấu chúng con, ô ra trên làm những yêu dấu của chúng con cho ạ, trong danh Chúa Christ Gadamer, để chúng con trở thành một thi thể của Ngài, ô trong phần thân thể vĩ đại của Ngài đó cho ạ, ô ra xa các chúng yêu 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 Ngài thật nhiều cho ạ, chúng yêu nhau, chúng con hôn Ngài, Chúa Giêsu ơi, chúng ôm Ngài, ô ra vào lòng chúng con ở trong Ngài cho ạ, sự sống chúng con giấu trong Ngài, giấu trong Ngài, giấu trong Ngài, sự sống của mỗi chúng con giấu trong Ngài cho ạ, và cơ nghiệp chúng con cũng ở trong Ngài cha, Hallelujah, Ngài tất cả trong tất cả chúng con cho ạ, ô ra xa tạ ơn Chúa về ngày mới, tạ ơn Chúa về năng quyền ngài trên chúng con cho ạ, và chúng con ra lệnh cho ngày hôm nay cùng các thiên sứ của chúng con và của hội thánh con sẽ có ngài cho phục vụ chúng con trong tất cả sự toàn vẹn của cái ngày đó, cũng như trong tất cả những việc gì ngài đã hoạch định cho các thiên sứ phải phục vụ chúng con cho ạ, trong danh Chúa Giêsu. Vâng, cảm ơn các thiên sứ, chúc lành các thiên sứ bảo vệ gìn giữ chúng con, chúc lành thiên sứ đã không không ngủ hàng ngày đêm dõi theo chúng con chưa ạ, nâng giấc chúng con, giúp đỡ chúng con chưa ạ, theo mạo lệnh của ngài, ô ra xa họ đã theo lệnh chúng con để đánh trận, theo lệnh chúng con để gìn giữ che chở và người thân gia đình chúng con nữa chưa ạ, họ theo lệnh chúng con để đưa truyền các sứ điệp của ngài ra cho người thân thích của con nghiệp chúng con nữa cha, trong danh Chúa Giêsu, vì vậy cha dấu yêu chúng con cầu thay để chúc phước cho thiên sứ đó, để thiên sứ đó cũng nhận các phần thưởng vĩ đại của ngài mà dành cho thiên sứ cho ạ, ô ra sa ca ra để họ vui mừng, họ hầu chú tiếp tục cho ạ, để phục vụ chúng con và người hưởng cơ nghiệp đời đời của ngài, đã ơn cha thật nhiều thật nhiều thật nhiều chúa ạ, chúa yêu ngài, chúa yêu nhau, như nên chúa cha chúa con đi thiên linh. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Cảm ơn. Amen. Hallelujah. Anh chị em có thể cầu nguyện cho mục sư Ruslan nữa này. Xin mục sư Ruslan cũng cần cầu nguyện mà cho cả tất cả mục sư của chúng ta đấy. Chúng ta vừa đấy cầu nguyện hội thánh chung của mình rồi đúng không? Và bây giờ ai đó em Thủy hay là kết thúc cầu nguyện cho Pastor Sunday, sư đồ Sunday, mục sư Boss, Pastor Ruslan, các mục sư của thánh của Chúa trời, chúng ta có thầy cô giáo, người ai đó hoặc tùy em thì thêm nữa cho các hội thánh khác nữa, cho các vụ phần chi thể khác của Đức Thánh Chúa. Còn cả cô bé nữa kia mục sư. Thì cầu nguyện cho bé. Cô bé cầu nguyện cho ai đó. Ok. Yeah. Cầu nguyện cho Ukraine. Rồi, là Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con xin nhậm lời cầu nguyện của tất cả của chúng con buổi ngày hôm nay. À, Chúa ơi, Ngài cũng đến chờ hội thánh để chúng con thực hiện chẳng những lời
cầu xin của chúng con. Nhưng mà qua bằng chúng con của Ngài thì chúng con có nơi để thực, có môi trường để làm những, chúng con là người quản lý thì chúng ai quản lý việc gì, chúng con là người chỉ đạo ai chỉ đạo việc gì, phải gặp những cái vấn đề mà Chúa đem đến để cho chúng con giữ vững đức tin hơn trong sự bình thường của Chúa thì chúng con có thể vượt qua trong, chúng con cũng phải vượt qua một cách vui mừng theo lời của Ngài thì chúng con mới giữ vững đức tin được, cũng như trong Thánh Gióp rất là trung thành, ông rất là vui mừng trong cuộc sống hàng vì có sự ban phước của Đức. Hoàn cảnh khó khăn ông vẫn là người trung tín, vẫn là người tin hội thánh của chúng con lên cho Ngài để chúng con cũng giống như lời Ngài dạy cho chúng con trong sách Gióp, dù dù như thế nào chúng con vẫn giữ vững đức tin ở nơi Ngài, vẫn vẫn bám lấy lời Ngài như sách Gióp trong trong lúc chúng nơi để liên kết với nhau phải có một thực tập trong lời dạy của Ngài, cũng như chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho thấy ra trên đại sứ đức phúc của bạn khó khăn này thì các mục sư của chúng con với lời của Ngài vẫn thực hiện theo lời của Ngài, dù bày tỏ quyền thêm lạ của tỏ tinh lành nước Đức Chúa Trời ở khắp nơi, và có chúng con biết ơn Ngài bởi vì các mục sư của chúng con là những người được chỉ dạy trong cái nôi yêu thương, cái nôi kính sợ rồi thì dùng cái bất kỳ thì các mục sư của chúng con vẫn tuân thủ và làm theo luật lệ của Đức Chúa Trời. Các mục sư của chúng con xem những điều sửa phạt người cha dạy bảo con mình và như là lối điều chỉ dạy của chúng con, dâng lời cầu nguyện của chúng con, Ngài thánh của chúng con hội thánh trời thương mà qua đây nè được mở chi nhánh qua bên bên đất nước Mỹ nữa, ở trong sự chỉ dạy của Ngài kể cả ở Việt Nam. Trời ơi, xin Ngài dù có gặp thử thách, dù có gặp hoạn thực tình của mình anh ra xem đây của dù ông có bị đi nước nào đi nữa, nguyện của Đức Chúa Trời để ông đem tinh thần nước Đức Chúa Trời ở khắp và sự kiên trì, sự vững tin ở Đức Chúa Trời luôn. Như Ngài cho hồi xưa Slan ở là giữ vững đức tin để giữ nước Đức Chúa Trời ở đất nước Ukraine và được cho nhìn thấy góc nhìn thấy sự kính sợ Đức Chúa Trời là không điều gì làm hại được, không làm lai chuyển được tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không điều gì khó khăn mà các mục quan không vượt qua được, bởi vì Ngài ở cùng. Con xin chúc phước đến tất cả các mục sư của chúng con, các thầy thầy cô giáo, những giáo sĩ, những anh chị em sứ quán Đức Trời ở phước hội qua bất hạnh họ mới nhìn thấy sự quý trọng yêu mến lần thấy sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời và con mình. Cảm ơn Chúa, mọi sinh hiển thuộc về Ngài, xin Ngài cũng chúc phúc cho mục sư của chúng con, dù Ngài sai bảo đâu thì ông sẽ hoàn thành sứ mạng trong một cách kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời, động cái tinh thần nước Đức Chúa Trời ở khắp nơi và đến thế hệ hiện tại cũng như anh chị em. Cảm ơn Chúa, cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Em Thủy cầu nguyện được không? Hallelujah. Amen. Xong anh chị em xong buổi nhóm cầu nguyện này, nhớ tất cả chúng ta nhớ bài tập chúng ta đấy, tất cả các buổi nhóm cầu nguyện là chúng ta phải ghi tám vào cái buổi nhóm cầu nguyện, vào cái audio, audio trên YouTube. Em Thủy cầu nguyện được không? À, hỏi cắt đi không để